Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Ta nhìn thấy vẻ không đành lòng từ trong mắt của ngươi, còn có chút thương tiếc thậm chí là bi thương. Vì sao lại vậy? Cô gái càng nhìn càng dễ thương hỏi. Không thể diễn tả được không cách nào hình dung ra, không cách nào hiểu thấu, không cách nào để truyền đạt, không biết gì về quá khứ. Những thứ này gộp chung lại thì nỗi lòng có thể không phức tạp ư? Thạch Hạo thầm than, tới cảnh giới như bọn họ thì tự nhiên có thể thấy rõ tất cả. Thiếu nữ này có thể cảm nhận được nhưng hắn cũng chỉ biết đành lòng buông xuôi mà thôi. Người muốn nói về ma quỷ của thế giới kia, Thạch Hạo không nói, hắn biết việc này khó mà giải thích được. Thứ tư tưởng đã ăn sâu vào tiềm thức ấy, chỉ dựa vào mỗi lời nói từ một phía của hắn thì làm sao có thể thay đổi chứ, một chút cơ hội cũng không có. Vậy hắn còn có thể nói gì chứ, mặc dù cố gắng đi nữa thì hơn phân nửa cũng chẳng có kết quả, không cách nào giữ được thiếu nữ này ở lại, không cách nào ngăn bước chân của nàng. Thậm chí hắn còn có thể đoán được, dù cho hắn có mở ra thần thức mà bỏ mặc hết thảy nguy hiểm cùng hậu quả để quan sát thiếu nữ này thì cũng khó có thể thay đổi cục diện. Sai không phải nằm ở một người, là là toàn bộ thế giới mặc dù Thạch Hạo có đưa ra bất cứ chứng cớ để người của thế giới này quan sát, phỏng chừng cũng sẽ bị họ coi là kẻ điên, không thể khơi thông được. Tâm sự của ngươi quá nặng, xem ra rất do dự và khó quyết hay là do ma quỷ của thế giới bên kia. Thiếu nữ cười nói, nàng rất nhạy cảm, đồng thời nàng cũng rất khó hiểu được đó là sự thật mà cả thế nhân đều biết. Vậy thì có gì mà phải vương vấn, có gì mà phải hoài nghi tu vi tới cảnh giới như chúng ta, đã tu ra ba luồng tiên khí thì tâm tình sẽ rất bình tĩnh, ta nghĩ rằng mình đã hiểu rõ hết hồng trần. Người cũng không cần phải khổ não làm gì. Thiếu nữ tiếp tục khuyên bảo. Thạch hạo nghe thấy thế thì cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Ta muốn kể cho ngươi nghe về một chuyên xưa. Cuối cùng, hắn không cách nào im lặng được và muốn nói ra chân tướng có kết quả hay không thì hắn cũng không quan tâm, chỉ là muốn cho lòng nhẹ bớt mà thôi một cô gái đầy thiên tài và mạnh mẽ ngang ngửa hắn có thể đối đầu với thập quan vương nếu như trở thành kẻ địch với mình và tới lúc đó phải chém giết lẫn nhau thì quá là đáng tiếc hả chuyện xưa gì vậy là đọc được từ trong sách cổ hà thiếu nữ hỏi tựa như đã đoán được thứ gì đó ừ là đọc được trong một quyển sách cổ thạch hạo gật đầu rồi nói hết những suy tư về thế giới bên kia cho nàng nghe không có ma quỷ, chỉ có một thế giới tàn tạ từng bị người ức hiếp nguyên một kỷ nguyên. Toàn bộ sinh linh đều chết sạch, Thạch Hạo Du Dương nói. Hắn không thể dùng thần phận và giọng điệu của người từng trải mà phải nói là đọc qua trong các sách cổ. Từ lúc kỷ nguyên tiên cổ diệt vong cho tới kết cục hiện tại ở trước mắt tất cả đều nói hết. Rất thú vị thế nhưng sao ta lại cảm thấy ngươi tựa như đang ném đá giấu tay. Người căm thù thế giới này ư? Sách cổ đôi khi không thể tin được, không cần coi đó là sự thật." Thiếu nữ nói, sau đó nàng suy tư đôi chút rồi nói, "Ta nghĩ khả năng người của thế giới bên kia từng tới đây và lưu lại quyển sách cổ này." Thạch Hạo nghe nàng nói như vậy thì lòng kinh hoàng, thiếu nữ này quá nhạy cảm. Lẽ nào đã hoài nghi về thân phận của hắn? Sinh linh của thế giới bên kia rất đáng thương, bản thân lại là nô lệ cho ma quỷ thế, nhưng chẳng hề hay biết lúc tỉnh lại thì sẽ vô cùng đau khổ cho xem. Thiếu nữ thở dài xa xăm, với lối suy nghĩ như vậy thì trong mắt Thạch Hạo đặt ở thế giới này thì rất là thỏa đáng hợp lý. Nhưng Thạch Hạo lại suy nghĩ ngược lại thì không khỏi ngây ngốc cuối cùng cảm thấy ra đầu tê dại. Bởi vì nếu như đổi lại bên kia thì cách nói này cũng rất đúng. Trong lòng hắn đã có kết luận thế giới này bị giấu kín, chân tướng bị chôn vùi trong quá khứ. Cái gọi là kỳ nguyên tiên cổ bị hủy diệt là giả ư. Thạch hạo thuận miệng thì thao. Rất nhanh, hắn lắc lắc đầu gạt bỏ đi những suy nghĩ này, nếu như thiếu nữ này không có chuyện gì nói nữa thì tốt nhất nên rời đi cho rồi, chia tách từ đây. Ngoài ra, còn có một con đường khác, đó chính là đánh giết hoặc phong ấn thiếu nữ này lại, tiếp đó từ từ tháo gỡ gút mắc giải quyết hoàn toàn. Như thế tương lai sau này sẽ không cần tốn sức trên chiến trường kia nữa. Tuy rằng trong lòng chỉ thoáng hiện lên một chút sát ý bên ngoài cũng chẳng hề có chút thể hiện thế nhưng cô gái kia lại lộ vẻ kỳ lạ, nàng nhìn chằm chằm hắn mà chẳng hề nói lời nào. Tại sao lại nhìn ta như thế? Thạch hạo hỏi, trước đây, lòng ngươi rất là rối loạn thế nhưng lại rất thẳng thắn, lúc này lại có chút sát ý, ngươi muốn động thủ với ta sao? Cô gái này bình tĩnh chẳng chút sợ hãi nói, thạch hạo hoảng sợ, nàng quá nhạy cảm, ngay cả suy nghĩ trong tận đáy lòng mà nàng cũng nhìn ra được. Người đã hiểu lầm rồi thạch hạo nói làm sao mà thừa nhận được chứ chẳng qua sau này trong tương lai sẽ gặp lại mà thôi ta tu thành tha tâm thông thiếu nữ nói thạch hạo khiếp sợ tha tâm thông có loại năng lực này thì chuyện gì cũng có thể nhìn thấu thực sự khiến người khác phải thán phục đây là người thứ hai sở hữu tha tâm thông mà hắn gặp qua người có thủ đoạn như vậy thì đều là anh kiệt vô thượng nhân gian khó kiếm ngày xưa lúc còn ở hạ giới cô gái trùng đồng với toàn thân áo xám dung mạo vô song cũng từng tu thành tha tâm thông thạch hạo căng thẳng hỏi dò đối phương rằng có thể hiểu hết thảy trong lòng mình đang nghĩ gì hay không nếu như vậy thì không cần vận dụng miệng lưỡi thì đối phương cũng có thể hiểu rõ được chân tướng của thế giới này rồi nhưng thiếu nữ lại nói một câu khiến hắn thất vọng thực lực của ngươi sắp xỉ với ta, đều tu ra ba luồng tiên khí ta dù có sở hữu tha tâm thông thì cũng khó lòng đọc trộm được trí nhớ của ngươi. Thiếu nữ thản nhiên nói, tha tâm thông, nghe thì rất thần bí thế nhưng cũng có giới hạn nào đó, thực lực tương đương nhau và quan trọng nhất là có tiên khí hộ thể khi rất khó bị ảnh hưởng. Nhưng, có thể dựa vào thứ này để quan sát nỗi lòng của một người, có thể xác định được hắn đang buồn vui đau khổ gì, việc này rất là quan trọng. Vì lẽ đó, thiếu nữ này mới biết được chút sát ý của hắn, thế nhưng lại không biết gì sao hắn lại nổi lên luồng sát ý này. ầm um, đúng lúc này, đỉnh ngọn núi run run, dáng làng tỏa sáng, một chàng trai với giáp trụ xanh lam bước lên, hắn chỉ tầm 20 tuổi thế nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng, hắn đã thu thành ba luồng tiên khí, khí vũ bất phàm, mái tóc xõa dài tê eo, ánh xanh lanh từ giáp tụ tỏa ra đầy rực rỡ, cặp mắt thâm thúy vô cùng sau khi hắn nhìn thấy hai người thạch hạo thì trong mắt lấp tức lộ ra tinh quang, tiếp đó bước tới chào hỏi với cô gái này, hiển nhiên đã từng gặp qua. Chúng ta cùng lên đường thôi, hắn nói với cô gái này, vẫn chưa muốn rời đi, chúng ta đang còn dở về một vài đề tài thú vị. Thiếu nữ nói, ồ, thật à thanh niên này nở nụ cười rồi nhìn về phía thạch hạo, nói, ta có thể nghe được không? Chúng ta đang nói về ma quỷ cùng với chuyện của thế giới bên kia rất là thú vị vị đạo huynh này từng đọc qua một quyển sách cổ nội dung bên trong ghi rất là lung tung hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta biết thiếu nữ nói thú vị vậy à ta cũng hơi tò mò rồi đó thanh niên này nói hắn là một vị trí tôn trẻ tuổi xuất sắc trong mắt thạch hạo tuyệt đối là kinh địch thạch hạo mở lời giải thích về quyển sách kia kể lại những chuyện cũ hắn muốn cho người trẻ tuổi này thêm chút lý giải hiểu hơn về sự thật hiển nhiên đối với sinh linh của thế giới này thì những chuyện Thạch Hạo đang nói rất là hoang đường, từ sâu trong lòng đã bác bỏ mọi chuyện. Người rất đề cao quyển sách này. Ta có thể cảm giác được ngươi như đang giải vây cho ma quỷ hay là muốn ca ngợi công đức. Ánh mắt của thanh niên này lập tức sáng rực vô cùng chờ mong. Ta cũng chỉ bàn về chuyện xưa mà thôi, không cần quan tâm lắm về tính chặt chẽ. Thạch hạo nói, ngươi là ai? Tại sao ta chưa hề gặp qua ngươi nhỉ? Hắn rất mẫn cảm. Trốn cổ địa này tuy rằng rộng lớn thế nhưng giữa các đại giáo vẫn luôn có liên hệ qua lại với nhau. Để ta thử xem thực hư ra sao. thanh niên luồn muốn ước lượng thực lực thạch hạo một phen cười lạnh nói. Người rất quan tâm tới chuyện xưa của thế giới bên kia ta hoài nghi. Người là con cháu của ma quỷ. Xoẹt. Trên thực tế, lúc thanh niên trí tôn này xuất hiện thì thạch hạo đã cảm nhận được một tia địch ý từ trên người của hắn. Hiện tại đối phương ra tay thì cũng không nằm ngoài dự liệu. Um chí tôn trẻ tuổi chớp mắt đánh quay ánh sáng xanh đập nát bầu trời tựa như là một thanh chiến mâu đâm mạnh tới trước vị cao thủ trẻ tuổi này vừa ra tay vừa ra hiệu cho thiếu nữ kia rời xa chiến trường rất là quan tâm thạch hạo hiểu rõ người này có cảm tình với cô gái này mà trước đây cũng coi như là người quen với nhau vì lẽ đó mới quan tâm như vậy khi nhìn thấy hắn nói chuyện vui vẻ thì không thể không ra tay chính vì thế mới có tình cảnh như hiện tại ầm um. Thạch Hạo giơ tay, ánh sáng cũng chiếu rọi thế nhưng lại có xương trắng tràn ra. Trận chiến này rất kịch liệt thế nhưng cũng không kéo dài quá lâu, chỉ mươi mấy chiêu thì bị chia cách ngăn lại. Bởi vì ngọn núi này đã hồi phục tên là Bất Hù, có thể nối tới một thế giới khác. Rất là bất phàm, cho nên uy thế vô cùng to lớn. Người là người tới từ thế giới kia, là một ma quỷ. Chí tôn trẻ tuổi này lên tiếng với ánh mắt lạnh lẽo kèm theo là sát ý thạch hạo nghe vậy thì thoáng có chút tức giận đối phương là có cảm giác như vậy hay là chỉ vì thạch hạo chuyện trò thân mật với thiếu nữ kia đừng đánh nhau nữa chúng ta nên rời đi thôi thiếu nữ lên tiếng lời nói êm dại tựa như giọt nước nhỏ xuống ly ngọc lần sau tái chiến lúc đó sẽ không có ai có thể ngăn cản được sẽ phân cao thấp với ngươi chàng trai trẻ tuổi này lên tiếng phía trước người hắn mơ hồ mặt bên tỏa ra ánh sáng rực rỡ hắn bước về trước đạp lên trên con đường màu vàng và biến mất từ trong hư không. Đạo huynh, người vẫn chưa muốn rời đi à thiếu nữ hỏi. Có một số việc ta nghĩ mãi vẫn không thông, cần phải suy tư lại đã. Thạch hạo lắc đầu, hắn ngồi xếp bằng bên trên ngọn núi chứ không hề rời đi. Được rời, nếu có duyên thì sẽ gặp lại, mong rằng chúng ta sẽ không phải là đối thủ của nhau. Thiếu nữ nói thế rồi xoay người. Bước lên đường nối màu vàng và biến mất. Thạch Hạo giật mình trong lòng, từ đầu tới cuối thì thần giác của thiếu nữ thể hiện sự mạnh mẽ, tựa như hiểu rõ thứ gì đó. Nhưng, nàng không hề nhiều lời, cứ thế rời đi. Thạch Hạo yên lặng xuống xuống, hắn không muốn bước vào con đường cổ kia, không cách nào nhìn ra được điểm dị thương. Đồng thời, hắn cũng muốn rời khỏi. Trên đường đi, những người khác kinh ngạc không thôi, tên khốn này mạnh tới mức không còn gì để nói lại quay trở về, lẽ nào trên đường tiến lên đã bị thương. Chưa hề tới được đỉnh núi. Sau khi hai người này tiến vào và tìm hiểu tình hình, lúc đó có thể sẽ xuất hiện và tới thế giới này giết ta. Thạch Hạo nặng nề trong lòng. Và nhanh chóng rời đi. Hắn sau khi xuống núi thì chém lìa hư không biến mất khỏi đây. Ta phải trở về thôi, trở lại thế giới của mình. Tìm hiểu quá nhiều việc ở thế giới này thì càng dễ bị quấy nhiễu và pha tạp. ẩm um ngay khi hắn rời khỏi bất hù sơn thì liền có âm thanh truyền tới sóng lượn ngập trời vả lại một tiếng hét dài chấn động trong thiên địa vô cùng dọa người bất hù già xuất hiện rồi sắc mặt của thạch hạo tái nhợt khí huyết sôi trào người được gọi là bất hù kia sẽ mạnh tới mức nào thạch hạo không cách nào hiểu rõ được nhưng hắn lại biết người kia muốn giết mình thì quá đơn giản có thể loại bỏ ngay tức khác hắn sớm đã rời đi không biết bao nhiêu vạn dặm lúc này đang đứng chân nghỉ ngơi ở một khu thảo nguyên mênh mông thế nhưng như cũng vẫn cảm thấy vẻ lạnh vẻ tới thấu xương huyết dịch sục sôi thân thể như rách nứt là bất hù giả ư tâm thần hắn hốt hoảng cảm thấy quá khủng khiếp toàn bộ sinh linh của giới này đều đã kinh động các đại thánh địa đều chấn động không thôi rất nhiều cao thủ đều vái chào bất hù sơn còn có lượng lớn cao thủ nhanh chân chạy tới nơi đây là sinh linh vô thượng đã tới ư, có người run giọng nói, khi tới gần bất hủ sơn thì bốn phương tám hướng đâu cũng là bóng người. Đầu đầu cũng là cao thủ, những người đứng đầu của các giáo đều tới sớm nhất để yết kiến. Không có ai tới cả, chỉ là một luồng thần niệm xuất hiện và hạ xuống ý chỉ. Chủ nhân của một thánh địa cổ nào đó lên tiếng. Cái gì, chỉ là một luồng thần niệm thôi hả, mọi người chấn động, cặp mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, chỉ một luồng thần niệm hơi đảo qua mà đã khiến quần hùng nơm nớp lo sợ. Vậy sức mạnh ấy phải mạnh tới mức nào? Trên thực tế, giống như người trên vừa nói, bên trên bất hù sơn trở nên yên tĩnh lại. Khí thức mạnh mẽ kia biến mất và có một tấm pháp chỉ màu vàng hạ xuống trước mặt mọi người. Tiền chiến muốn mở ra rồi, có người sắc mặt trở nên trắng bệch nói thế tuy rằng sớm đã biết nhưng lần này mới chính thức bất hù giả hạ xuống pháp chỉ vô thượng nói cho toàn bộ tu sĩ của thế giới này biết sự yên bình suốt một kỷ nguyên vừa qua sẽ bị đánh bay. Cái gọi là tiên chiến sẽ có ảnh hưởng vô cùng sâu. Nơi được gọi là cửu thiên thập địa chẳng là cái đinh gì cả các đại nhân vô thượng sẽ quét sạch. Chỉ là những sinh linh kia chắc chắn sẽ tới tham gia trò vui này. Một vị nữ giáo chủ nói, bão táp muốn nổi lên rồi, thời đại huy hoang đã tới chúng ta phải chuẩn bị tốt cho trận chiến cửu thiên thôi. Chính xác giết cho bằng sạch lấy lại những thứ của chúng ta, tàn sát hang ổ của ma quỷ. Đây chính là thời đại để các anh tài thể hiện. Những cường giả lấp lánh ánh hào quang sẽ quật khởi, bộc lộ tài năng từ chỉ sinh linh này, thể hiện ra phong cách chém giết của chính mình. Một giới này không cách nào bình tĩnh được nữa. Nó đã sụp sôi khắp chỗ thảo nguyên rộng lớn, thạch hạo cảm thấy kinh ngạc bất hù đánh giết tới cũng chưa hề xảy ra đó chỉ là một luồng thần niệm vượt giới tới đây để truyền đạt một việc chứ không phải nhằm vào chính hắn sau đó hắn chợt nở nụ cười đầy chế giễu có thể trong mắt của vị bất hù già kia thì mình chỉ là một con sâu đầy yếu ớt không cần phải tìm kiếm và truy sát bởi vì sự ảnh hưởng của hắn quá nhỏ cơ bản không xứng để một vị bất hù già quan tâm và ra tay giết chết đã như vậy thì hắn cũng cảm thấy vui vẻ hơn sau đó tiếp tục lên đường và trở về thế giới của chính mình Mấy ngày sau, Thạch Hạo tìm tới dãy núi kia, lần thứ hai quay trở lại và đứng trước điểm tiếp xúc không gian lúc trước. Hy vọng điểm tiếp xúc không gian này vẫn có thể sử dụng. Nhưng, nếu như còn có thể sử dụng thì chẳng phải là một con đường bí mật dù là người của bất kỳ thế giới nào biết được thì sự ảnh hưởng mang lại rất đáng sợ hay sao? Thạch Hạo rất thủ, muốn xuyên thủng hư không, dọc theo điểm tiếp không gian này quay trở lại nhưng hắn liền thất vọng căn bản không hề có phản ứng nào chẳng có chút kết quả lẽ nào ta sẽ phải ở luôn nơi này không thể quay trở về được trong lòng thạch hạo chợt rối loạn hắn không muốn ở nơi này rất muốn trở về khi sắc mặt của thạch hạo đầy khó coi thì trong hư không chợt xuất hiện những gợn sóng ánh sáng hừng hực và một con đường xuất hiện hắn không hề nghĩ ngợi mà tiến vào bên trong chỉ thấy một chiếc đỉnh đang dẫn hắn quay trở về thoát vây khỏi nơi đó đã trở lại, đây là một không gian đầy tối om, một chiếc đỉnh lan tràn mẫu khí mang theo thạch hạo rời khỏi thế giới đầy kỳ lạ và mạnh kia. Nơi đây không phải là đế thành, mà là không gian mà thạch hạo và bảo đỉnh thần bí từng dứng lại mà thôi. Tiền bối, vậy còn điểm tiếp xúc kia thì sao? Thạch hạo quay đầu nhìn về phía đường nối mờ ảo kia. Không còn tồn tại nữa chiếc đỉnh lên tiếng, hư không ở phía sau bị phá tan và trở nên mơ hồ, tựa như đang chém liền nhân quả mà cũng như đang phá hủy đạo tác. Thủ đoạn như thế này quá khủng khiếp. Nó đang cố gắng xóa bỏ mọi vết tích, không hề lưu lại chút dấu vết nào. Thậm chí trong quá trình này, những hình ảnh ký ức trong đầu óc mình trở nên trống không? Những thứ đã trải qua trước đây như đang phai mờ và muốn tan biết sạch. Việc này khiến hắn ngơ ngác, mồ hôi ướt đẫm cả người, thủ đoạn này kinh khủng tới mức nào? chiếc đỉnh này cũng không có ra tay với hắn mà chỉ là nhằm về điểm tiếp xúc không gian ở phía sau kia thôi chỉ là vậy mà bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng theo thủ đoạn này đúng là vang dội cả cổ kim chém nhân quả diệt đường nối là cưỡng ép xóa đi một đoạn vết tích chỉ là nó hủy đi điểm tiếp xúc không gian kia rồi dừng lại chứ không hề xóa đi ký ức vừa rồi của thạch hạo ta cũng bắt đầu hoài nghi về nhân sinh rồi thạch hạo trầm mặc rất lâu rồi thầm than như vậy hắn đang hoài nghi có phải có thể sửa đổi một đoạn nhân sinh nào đó có phải ở trong năm tháng nào đó đã có người từng làm như thế từng xóa đi một vài vết tích trong trí nhớ của người đương đại nếu là vậy người đương đại này tựa như đang sống trong cơn mê dại sống trong thế giới mà người khác đã sửa chữa hắn đau nhức cả đầu cảm thấy quá phức tạp đây cũng không phải suy đoán bậy bạ mà là bởi vì từng tiến vào thế giới kia nhìn thấy bất hù sơn cho nên hắn nghĩ tới rất nhiều thứ sinh linh của toàn bộ một thế giới lại cho rằng người bên kia là ma quỷ chiếm lấy quê hương của bọn họ không hề thừa nhận lời giải thích mà bị chôn lấp ở kỳ nguyên tiên cổ có chuyện nào sẽ đáng sợ hơn chuyện này nữa cả một thế giới tất cả mọi người đều như vậy những dấu ấn năm xưa trong lòng bọn họ đều bị gạt bỏ sạch cuộc sống như vậy thật là đáng sợ những cao thủ kia quá vô tình ngay cả chuyện này mà cũng có thể làm được hẹn gặp lại Chiếc đỉnh này khẽ lay động đánh nứt hư không, tiếp đó đưa Thạch Hạo rời khỏi vùng không gian này. Đi tới thế giới thật sự ở bên ngoài. Chữ hẹn gặp lại cũng là lời nói cuối cùng của nó. Thạch Hạo cảm thấy, lần gặp sau này không biết là thời đại nào nữa, có lẽ sẽ phải rất là lâu, cả ngàn năm, vạn năm thậm chí là cả vạn cổ. Hẹn gặp lại, Thạch Hạo cũng đáp lại như thế, hắn đã trở lại, có chút bồi hồi, có chút lâng lâng, những chuyện vừa trải qua khiến hắn như ngây dại ba chữ sau cùng chẳng hề thoải mái tí nào làm cho lòng hắn càng thêm nặng nề hiểu càng nhiều thì càng khó thở hơn hắn biết thời đại lớn đã tới biến cục nhất định sẽ phát sinh ai cũng không cách nào ngăn cản được những bất hù già kia mạnh mẽ là thế họ có bao nhiêu người làm sao chống lại bọn họ từng chôn vùi toàn bộ tiên cổ hiện tại thì ai có thể so tài chỉ mong sao những bất hù giả này cũng chỉ là con cháu của đám người năm xưa thay đổi từng đời từng đời một rồi thạch hạo nói nếu không nếu vẫn là những địch thủ của hơn kỷ nguyên trước chỉ cần vừa mới tưởng tượng ra thôi thì đã khiến hô hấp của người khác dừng lại năm tháng dài đằng đẵng đã qua như vậy thì tu vi của bọn họ chắc chắn sẽ tinh tiến sẽ đạt tới một độ cao khủng khiếp hơn mặt đất tối tâm xương trắng liên miên nơi đây hoàn toàn yên tĩnh thạch hạo đã trở về hiện giờ hắn đang đứng ở một khu vực nào đó bên trong đế thành chỉ là mấy tháng trôi qua hẳn ba vị cường giả kia đã rời đi rồi đã mang theo những thiên tài kia trở về vô lượng thiên đi tới thư viện thiên thần thạch hạo có chút tiếc nuối hơn nửa hắn đã bỏ lỡ rồi vô cớ mất tích mấy tháng thì ai sẽ chờ hắn chứ nơi đây rất yên tĩnh không chút ánh sáng chỉ có những xương khô anh linh đã bỏ mạng nơi đây mà thôi thạch hạo cất bước hắn phải nghĩ biện pháp rời đi nếu không chắc chắn sẽ bị vây tới chết ở nơi này đột nhiên một luồng thần niệm đầy mạnh mẽ quét tới nó tựa như là một thanh kiếm sắc bén có thể chém lìa thân thể của người khác lúc này sắc mặt thạch hạo trở nên trắng bệch cả người ầm ầm bay ngược ra sau hắn bị một nguồn sức mạnh tựa như là cả một ngọn núi nện thẳng lên người sự đau nhức của thân thể thì không nói làm gì, thế nhưng thần hồn sụp sôi lại vô cùng khó chịu. Người kia chỉ là vô tình mà suýt nữa đã khiến nguyên thần của hắn nát tan, suýt nữa tạo thành trọng thương. Thạch hạo đã tu tới thánh tế cảnh, sức chiến đấu sánh vai với thiên thần, cũng coi là cao thủ một phương thế nhưng vẫn không là gì khi đứng trước mặt nhân vật này. Hắn biết rõ tu vi của mình vẫn còn quá thấp trên thực tế hiện tại hắn cũng chỉ xem như vừa mới cất bước mà thôi bởi vì kẻ địch trong tương lai quá mạnh mẽ một bóng người với trang phục màu xám bay tới hắn trông rất trẻ ít nhất là dựa theo dung mạo để bình luận thế nhưng sắc mặt trắng bệch tựa như rất lâu rồi không tiếp xúc với ánh mặt trời con mắt thâm thúy tựa như trời đêm thạch hạo biết người này tuy nhìn còn trẻ thế nhưng chắc chắn đã sống qua vô tận tuế nguyệt là một tiền bối cao thủ bởi vì hắn tin chắc rằng trong nhóm cùng thời với mình sẽ không có bất kỳ ai chỉ dựa vào một luồng thần niệm là có thể đánh bay và khiến hắn suýt trọng thương người ơi, mấy tháng này đi nơi nào người này mở miệng thế nhưng cũng không hề hỏi tên họ không hỏi lai lịch cứ thế nói thẳng như vậy hiển nhiên đã biết thân phận của thạch hạo tiến vào một không gian tối om thạch hạo trả lời nực cười nơi đây là đế thành tuy rằng không phải trung tâm chỉ là một nơi hoang vu ở ngoại thành nhưng dù là thế thì ngươi cũng không có thực lực để mở ra một vùng không gian được người này lạnh như băng nói chẳng hề có chút thân thiết gì thế tiền bối nghĩ ta sẽ ở nơi nào thạch hạo hỏi ngược lại trong lòng hắn chợt sinh ra tức giận vừa mới đi ra mà đã bị người khác uy hiếp vừa rồi suýt nữa thì đã bị thương nặng câu hỏi ngược lại khiến người này trầm mặc hắn biết được thạch hạo đã tiến vào trong một không gian nào đó nếu không làm sao biến mất mấy tháng được chứ ba vị cường giả đã cố gắng tìm kiếm nhưng hắn tựa như bốc hơi khỏi thế gian dù làm cách gì cũng không tìm thấy tại sao giờ mới trở về người trẻ tuổi áo xám lạnh lẽo hỏi ánh mắt tựa như là một hồ nước đầy băng giá vậy thạch hạo giải thích dù sao đây cũng là đế thành là một trong những nơi quan trọng nhất trong thế gian trấn thủ biên hoang nên không thể để xảy ra sai sót được hắn bình tĩnh đáp không cách nào thoát vây được Mãi tới khi không gian không biết tên kia mở ra thì ta mới rời khỏi được. Đúng thế, không, ta lại không hề tin. Để ta tìm hiểu qua nguyên thần của ngươi xem sao." Người này chợt nói, Thạch Hạo liền biến sắc. Người bình thường thì làm sao có khả năng hành động như vậy? Đối với tu sĩ thì trừ phi là cửu địch nếu không tuyệt đối không thể tra cứu nguyên thần được. Bởi vì việc này không chỉ là thất bại mà còn là sỉ nhục. Tiền bối, hai chúng ta không phải là kẻ địch người làm thế là đang làm nhục ta đó thạch hạo nói làm nhục người áo xám nở nụ cười có chút khinh bỉ trên gương mặt trẻ tuổi thiếu màu máu hiện ý lạnh hiển nhiên chẳng hề để lời này của thạch hạo trong lòng bởi vì song phương chênh lệch quá lớn không phải cùng một cấp độ người đáng để ta làm nhục à trên mặt hắn mang vẻ hờ hững nhìn thạch hạo bổ sung thạch hạo không nói lời nào tới mức này thì còn gì để nói nữa chứ người này hoàn toàn chẳng hề có chút thiện ý nào Đồng thời, trong lòng hắn cũng thầm thở dài. Không ngờ lại có người như này lại chờ mình nơi đây. Nên biết có thể xuất hiện ở đây tuyệt không phải là cường giả bình thường ấy vậy lại cố ý nhằm vào hắn. Không cần nghĩ cũng biết con đường phía trước đã trở nên đen tối, tràn đầy trông gai. Trên thực thạch hạo đã chuẩn bị tốt việc xấu nhất có lẽ sẽ bỏ mạng ngay nơi đây thế nhưng hắn lại không cam. Người xem ta là kẻ địch à lại dám dùng ánh mắt đó nhìn ta. Người áo xám lạnh giọng nói, trên khuôn mặt trẻ ấy càng thêm lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai mắt của Thạch Hạo. "Đại loạn sắp nổi, hai ta đều là người của thế giới này, không tính là kẻ địch sinh từ gì, nhưng ngươi lại làm nên hành động vậy thì là đang sỉ nhục ta, ta tuyệt không thỏa hiệp." Thạch Hạo nói, tìm kiếm ký ức trong nguyên thần của hắn như vậy, không chỉ nói hết những bí mật của mình mà còn chẳng có bất kỳ tôn nghiêm nào của bản thân nữa một tên tu sĩ nhỏ bé mới tới thánh tế cảnh nào còn nói nhảm nhiều như vậy. Dù cho là thiên thần thật sự đứng trước mặt ta cũng phải ngoan ngoãn nghe lời ta tìm kiếm kỳ ức của ngươi thì đã làm sao? Người áo xám nói rồi vung tay hành động. Hắn điểm thẳng về phía mi tâm của thạch hạo. Thời khắc này, gần cốt của thạch hạo tựa như nứt nổ thần thức gần như nát tan. Không cách nào chống lại được hắn cũng chỉ biết dùng mọi sức lực của bản thân dù cho có tan xương nát thịt đi nữa bởi vì chuyện này quá khinh người không thể chấp nhận được nếu là kẻ địch chân chính làm như vậy với hắn thì hắn cũng chẳng nói làm gì nhưng đây lại là phe mình đương nhiên hiện tại hắn đã coi tên cường giả này là kẻ địch của mình dù cho người này có tác dụng to lớn đối với cuộc đại loạn sau này đi chăng nữa dù cho là người bảo vệ đế thành thì cũng không thể chấp nhận được trong mắt và trong lòng hắn từ giờ phút này thì chính là kẻ địch sẽ không còn khái niệm khác ầm um, thạch hạo nhịn lấy cơn đau nhức mà vận dụng toàn bộ sức mạnh để cho chiến y có quan hệ với lôi đế trên người hiện ra bên ngoài thân đồng thời tay cầm vạn linh đồ chống lại uy áp mênh mông kia không để cho kẻ này có thể tìm tòi thần hồn được hơn nữa trong tay còn lại lập tức xuất hiện nghịch long lân tuy rằng rất gian nan nhưng vẫn đâm thẳng về phía người này ngoài ý muốn thì cũng không phải vạn linh đồ và nghịch long lân thức tình mà là bộ chiến y có quan hệ với lôi đế lại phát sinh tiếng vang, thần quang vạn tầng. Thời khắc này, giáp trụ run lắc tựa như từng chiếc vảy cá đang hé mở, ánh sáng loa mắt chiếu rọi tiếng bong bong phát sinh. Vốn nó tràn đầy những gì xét thế nhưng giờ lại trở nên óng ánh từ vẻ u tối trở nên óng ánh cực kỳ, biến hóa kinh người. Đương nhiên, giáp trụ này đã bị hư tổn cho nên mặt trên có rất nhiều lỗ thủng lớn, đây là việc không cách nào che giấu được. Hả, giáp trụ lôi đế, người áo xám này biến sắc. Đầu ngón tay chuẩn bị áp sát tới xương chán của thạch hạo thì chợt ngừng lại. Ánh sáng tỏa ra từ bộ giáp trụ tựa như là ngọc thạch và cũng như là ánh lửa hừng hực. Dưới sức cưỡng ép thì nó tuông ra các chùm sáng cùng khí tức khiến người khác sợ hãi. Ta rất ghét bị người khác hạn chế, chiến ý này quả thật rất khủng khiếp sở hữu sự huy hoàng và truyền kỳ vô tận thế nhưng dùng nó để chống lại ta thì quả là một sai lầm ta sẽ không thu tay lại vẻ mặt của người áo xám chuyển lạnh tuy rằng bất ngờ và giật mình thế nhưng lúc này trên gương mặt thiếu đi màu máu tràn ngập vẻ tức giận vẫn chủ động xuất thủ về phía thạch hạo hồng thăm dò thần thức của hắn bàn tay hạ xuống áp lực to lớn tựa như đánh nát ngật nguyệt sơn hà bộ giáp trụ này dâng lên khí lành chống trả lại ngón tay ấy hai mắt của thạch hạo như lưỡi dao đâm thẳng người khác, cơn tức giận trong lòng đã ngập trời, đối phương ngông cuồng một cách trắng trợn, cố tình làm bậy, hắn rõ ràng là người bị hại. Chỉ cố gắng chống trả thế lại khiến đối phương bùng phát lừa giận, tựa như thạch hạo bắt buộc phải chịu lấy sự sỉ nhục chống trả là một tội lớn. Chiến y vang lên kèn kẹt. Bởi vì bộ chiến y kim loại này đang rung lắc thần hà hực hững chiếu dọi ngăn cản ngón tay đó nhưng tóm lại cũng chỉ là một bộ giáp hư hao bên trên có quá nhiều lỗ thủng lớn đây là sự thiếu sót chết người ngón tay đầy lạnh lẽo của người áo xám xuyên thủng một lỗ thủng và như muốn rút lấy ký ức của thạch hạo nhưng điều bất ngờ thứ hai lại phát sinh những lỗ thủng này lại khiến cho cả bộ giáo trở nên không hề tầm thường từ bên chúng tản ra những gợn sóng thần bí hóa thành vòng xoáy khủng khiếp xung kích tới đồng thời vào lúc này Màu sắc của bộ giáp trụ thay đổi, từ lấp lánh ong ánh trở về đen xì, thâm thúy tới mức đáng sợ, lạnh lẽo tới mức kinh người, một luồng khí tức vô song tản ra. Ngón tay kia tuy rằng đã hạ xuống thế nhưng cũng chưa hề chạm vào mi tâm của thạch hạo thì đã bị giáp trụ đen này cản lại, bị một luồng khí tức mạnh mẽ chặn đứng chấn động kịch liệt phát sinh. Lấy nơi đây làm trung tâm, chừng khoách tán về bốn phương tám hướng, tựa như là một ngôi sao lao ẩm xuống biển lớn khiến cho bọt nước tung tóe bao phủ toàn bộ mọi nơi chiến y lôi đế lại lần nữa chuyển thành đen xì có người đang cố gắng thúc đẩy ư xa xa có người mở miệng trong lời nói mang theo vẻ tức giận cùng vơi bất đắc dĩ bên trong cũng có chút sát ý ầm um, có người tới một quyền oanh tạc quá nhanh không cách nào thấy rõ bóng người là ai tựa như là đang điều khiển lấy thời gian từ trong quá khứ giết thẳng về hiện tại và xuất hiện ở nơi này ầm um, rốt buộc trên mặt của chàng trai áo xám ra tay với thạch hạo tràn ngập vẻ trần chờ. lúc này hắn thu tay lại và chống đỡ một quyền đột ngột kia, hai bên va chạm bùng phát ra ánh lửa tung tóe. phù văn ngút trời, nếu không có chiến y lôi đế thì lúc này thạch hạo chắc chắn đã bị dư âm chấn nát hóa thành bột mịn rồi. dù thế hắn cũng cảm thấy được dư âm đầy mạnh mẽ đó quá khủng khiếp. ầm hai bên giao kích tựa như là thái dương nổ tung, chỉ trong nháy mắt đã tỏi sáng cả trốn thiên địa u tối này, sợ nó càng sáng sủa hơn cả ban ngày. Trên mặt đất, hàng loạt xương khô bay vút lên rồi nổ tung, chúng hóa thành bột phấn trắng toát tựa như là đang vung vãi những hạt cắt lại tựa như bông tiết bay tung tóe. Đồng thời, trên mặt đất có trận văn xuất hiện giam cầm lấy mặt đất chân áp hư không, khiến cho chúng từ từ khép lại và không cách nào tan vỡ được. Tiếp đó, người tới vung tay hóa giải tình thế nguy cấp cho Thạch Hạo, sợ hắn sẽ tan xương nát thịt trong lần giao tranh này. Hắn có chiến y lôi đế phục sinh, người tạm thời không cần lo lắng. Hắn không chết được đâu, chàng trai áo xám nói, trên khuôn mặt trắng xám đầy vẻ phức tạp. Người không biết gì khi nói chiến y lôi đế à, người chưa từng thấy qua hả, nó đen xì như mực. Lần này cũng lại là ở đế thành, muốn nó chìm hẳn vào trong bóng đêm luôn sao người tới trách máng nơi này là bên trong đế thành cho nên chiến y lôi đế tựa như bị kích thích tạo nên khí tức bảng bạc thần uy cuộn trào bảo vệ lấy thạch hảo. Đồng thời có một luồng khí tức đen tối đang ăn mòn thạch hảo. a à, cuối cùng hắn không cách nào áp chế mà hét dài một tiếng rồi xuất thủ đánh thẳng về phía người áo xám kia. Bởi vì trong lòng hắn đang tức giận. Cũng là bởi vì bộ chiến y này đang run dày tựa như có một luồng ý chí muốn dung hợp và hòa làm một thể với hắn việc này mang tới một luồng oán khí nên mới giết thẳng tới. Người còn dám động thủ với. Ta, chàng trai áo xám lạnh lẽo nói. Tiếp đó giơ tay đánh ra. Người muốn để cho bộ chiến y lôi đế này chìm hẳn vào trong bóng đêm hà. người còn lại ngăn cản, lớn tiếng trách mắng. Người không thấy hả, chỉ là một tên tu sĩ nhỏ bé, dù tư cách tiến vào đế thành cũng chẳng hề có vậy mà lại dám động thủ với ta. Không trừng phạt thì làm sao chấp nhận được chàng trai áo xám nói nắm đấm của hắn đã bị chặn đứng thế nhưng ánh sáng thân thể đã dung hợp lại thành một chùm cốt văn phóng về phía thạch hạo ầm à, gợn sóng như vậy va chạm thì hình thành nên chấn động chập trùng như đại dương đồng thời tiếng nổ vang trên lan truyền thạch hạo chiến huyết sôi trào chiến y lôi đế thì đen như mực khiến cho hai mắt của hắn tựa như hai hố đen đầy đáng sợ nhưng, lực xung kích mạnh như vậy nhưng Thạch Hạo cũng không hề rơi vào tử kiếp ấy vậy hắn lại có thể chặn đứng cốt văn của đối phương. Dừng tay, tên còn lại quát mắng chàng trai áo xám đang điên cuồng công kích kia, nói, năm xưa. Cũng chính vì nổi oan khuất đầy to lớn trong đế thành cho nên mới khiến cho ý chí đã tổn hại của bộ chiến y lôi đế này bất bình mà ra sức chống trả, gần như đã rơi vào trong bóng tối. Hiện tại, nếu như chỉ vì mình ngươi khư khư cố gấp ép bảo y này hóa thành thần giáp tối tăm mang theo một tiên tài rời đi lần nữa thì sau này ngươi có đủ dũng cảm chịu trách nhiệm dởm trong tiếng quát mắng thì người này lần nữa ngăn cản lại chàng trai áo xám tuy rằng thạch hạo bị khí tức u tối xâm lấn thế nhưng cũng không hề có gì đáng ngại cả hắn vẫn có thể nghe rõ ràng thấy tường tận lúc này trong lòng nổi lên sóng gió kịch liệt năm xưa cũng từng có chuyện bất bình tương tự như vậy ư nghĩ tới việc trước kia còn nghiêm trọng hơn giờ vô số lần ra sức uy hiếp người khác khiến họ phải tạo phản dẫn tới bộ chiến y lôi đế này hóa đen và lưu lạc ở bên ngoài chỉ một tên tu sĩ nhỏ bé mà thôi bắt lấy hắn rồi sau đó chúng ta cùng tế luyện bộ chiến y này sẽ giải quyết hết thảy phiền phức chàng trai áo xám nói gia đức ngươi đừng cố chấp như vậy nữa nếu xảy ra chuyện thì ngươi không chịu trách nhiệm nổi đâu tên còn lại quát lên lúc này thạch hạo tựa như là người ngoài chẳng hề nói lời nào mà đứng cách đó không xa xem cuộc chiến giữa hai người có gì mà không chịu trách nhiệm nổi chứ không phải chỉ là một tên tu sĩ mới tới thánh tế cảnh thôi à là cái thá gì chứ dù là một vị đại đế ta cũng gánh chịu chàng trai gia đức nói gia đức đạo tâm của ngươi đã có chuyện rồi lại bị một vài ngoại vật cùng việc nhỏ tạo nên như vậy đây là điểm báo của việc tẩu hòa nhập ma đó tên còn lại nói Chàng trai Gia Đức nghe thế thì cười khẩy. Động tác cùng thêm nhanh hơn. Gia Đức người tới từ vô lượng thiên chỉ vì mấy tên tiểu bối của mình bị thiếu niên này áp chế nên lòng sinh tức giận. Cố ý nhằm vào, người kia tiếp tục nói. Người nói bậy gì thế hả, ta chỉ làm chọn chức trách của mình. Dù sao hắn cũng đã biến mất mấy tháng trời nên không thể không tra rõ. Chàng trai áo xám nói. Ờm, um, tiếng rung bần bật truyền tới bọn họ không ngừng va chạm cốt văn đan dệt thần quang chiếu giỏi khu vực này trở nên sáng rực hai người các ngươi ra tay như vậy thì còn thể thống gì nữa không biết xấu hổ à người mình lại đi tàn sát lẫn nhau vào lúc này chợt có tiếng hét lớn truyền tới rõ ràng thân phận của tiếng quát này rất lớn chứ chẳng hề tầm thương rốt cuộc cũng khiến cho chàng trai áo xám kiêng kỵ chiến đấu giữa đôi bên tạm hoãn và rồi ngừng lại trở về thành Người kia lạnh hư băng lên tiếng, giọng nói có chút già nua thế nhưng uy nghiêm càng lớn. Gia Đức không dám một từ không, tiếp đó liếc mắt nhìn Thạch Hạo rồi xoay người rời đi, hắn phóng thẳng về phía nơi trung tâm của đế thành. Trong chớp mắt đã chẳng thấy tung tích đâu, đi thôi, tên còn lại vỗ vỗ bả vai của Thạch Hạo rồi mang hắn cùng rời đi. Khu địa vực này bao la cơ bản không biết rộng bao nhiêu vạn dặm. Nếu là cao thủ bình thường tới đây thì khó lòng đi tới được phần cuối trên thực tế nơi đây cũng chẳng khác gì vũ trụ là mấy trên đường đi có thể thấy được từng ngôi sao lớn chia năm xẻ bảy đã tới đã tới tòa thành khổng lồ kia đây là bên trong đế thành cũng chính là nơi quan trọng nhất của đế thành thành này rất lớn cũng giống như những tòa thành ở bên ngoài đều được xây từ các ngôi sao lớn và lại còn có nhật nguyệt đầy trời nhiều ngôi sao lớn chuyển động trôi nổi ở bên ngoài thành mênh mông vô tận nhân gian đệ nhất thành ít nhất đây chính là tòa thành trì to lớn nhất mà Thạch Hạo từng bước tới, nó đâm thẳng vào trời xanh. Nhưng, hiện giờ hắn không có tâm trạng để cảm thán về sự hùng vĩ này, bị tên gia đức nhắm vào nên khiến lòng khắn sinh ra nóng này cùng nổi giận. Còn có cả uất ức, đối phương là thuần túy lấy thế ép người, nhục nhã trắng trợn. Bộ giáp trụ lôi đế trên người hắn vẫn tỏa ra ánh sáng thế nhưng lại có màu đen, toàn thể đen bóng như mực ngay cả tâm thần của thạch hạo tựa như cũng bị nhuộm sạch khí tức tỏa ra có chút lạnh lẽo như băng lần này khi tiến vào tòa thành này thì nhóm người cũng tốn một chút công phu chỉ dựa vào một người thì không cách nào đi vào được gia đức cùng với người đi bên cạnh thạch hạo lấy ra một khúc xương và người ở trong thành cũng lấy ra một khúc xương rồi hợp lại với nhau hình thành nên một trận đài đưa bọn họ vào trong thành lớn bát ngát khí tức hoang vu ập vào mặt Tới lúc này thì Thạch Hạo mới bừng tỉnh, hắn đã tiến vào trong nơi quan trọng nhất của đế thành. Đây không phải là ngoại thành, đây là địa phương mà chỉ những ai ký minh ước của thái cổ mới có thể đi tới, người bên trong lại để hắn đi vào. Trên thực tế, ngoại giới vẫn luôn hoài nghi, những cao thủ còn sót vài trong tòa thành này có ai là tồn tại cổ xưa hay không, bởi vì tất cả đều không hay biết. Nơi đây đều tràn đầy tử khí âm u nên bên ngoài không thể nào quan sát được nhưng hôm nay thạch hạo lại may mắn đặt chân vào trong tòa thành quá lớn dù cho đi vào rồi thì thạch hạo cũng cảm thấy như một con kiến bước vào tòa cung điện thiên đế không cách nào thấy rõ được những kỳ cảnh đầy tráng lệ thật sự của nơi đây chỉ khi mở ra thiên mục thì mới có thể thấy được một góc của nó trong hư không kia từng giải ngân hà vắt ngang trời những ngôi đế tinh chuyển động và vương xuống những hào quang đáng sợ dù thế cũng rất khó chiếu sáng cả tòa thành rất nhiều nơi chìm ngập trong bóng tối nơi đây vẫn yên tĩnh như trước trong vẻ u tối này thạch hảo không ngừng tìm kiếm hy vọng có thể thấy được cao thủ trong đế thành bọn họ sẽ có bộ dạng ra sao vị cuối cùng trong lục đại thiên nhân thái cổ chắc hẳn đã tới vậy giờ ở nơi nào diệp khuynh tiên đâu ở phương nào cô gái này đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng thạch hảo chỉ là sự yên tĩnh nơi đây tới mức lạ thường Tựa như là một tòa thành chết chẳng hề có chút tiếng động nào. Thạch Hạo đi theo về trước, trong lòng hắn chấn động không thôi, trên mặt đất xếp đầy những ngôi sao lớn. Đây cũng không phải là luyện hóa thành mà là những ngôi sao có đường kính mấy ngàn mấy vạn dặm ghép nên. Những thứ này bị chém rớt từ ngoài vực ngoại, rồi gắn chúng xuống những cái hố thật sâu trên mặt đất, thế nhưng chúng vẫn không hề bị hủy diệt được những trận văn bảo tồn tới hiện tại. Những ngôi sao lớn không hề bị phá hủy mặt đất không hề bị nứt toác thạch hạo ngây ngốc bước qua từng ngôi sao lớn trên mặt đất thì hắn lại cảm thấy một loại hoang vu cũng cảm nhận được vẻ nguyên thủy cùng khí thế hào hùng vô hình nào đó rất nhanh thạch hạo nhìn thấy một vài kiến trúc đang bồng bềnh giữa không trung đi kèm là những mảnh vụn của ngôi sao còn có ngân hà đã bị hủy diệt những kiến trúc ấy vô cùng to lớn vừa liếc mắt thì đã biết là kết quả trong vô tận năm tháng trước và hiện giờ cũng không có ai cư trú trong thành này có bao nhiêu người đây là nghi vấn của thạch hạo rốt cuộc thì hắn cũng đã đi vào cũng đã tới nơi quan trọng nhất thế nhưng lại không hề nhìn thấy những cao thủ vô thượng như trong tưởng tượng bên người hắn chỉ có đúng hai người một trong số đó là có địch ý với hắn vậy những người khác đâu tới rồi bỗng nhiên có người lên tiếng địa vực tối tăm trên một tảng đá lớn có một ông lão đang ngồi xếp bằng đảo mắt về nơi xa thì còn có những người khác nữa, có người ngồi trên sao lớn, có người ngồi trên đá to, từng người tựa như đã tịch diệt, không có chút âm thanh nào cả. Những người này ăn mặc trang phục cổ xưa, chủng tộc cũng không đồng nhất, không hề trò chuyện với nhau, mỗi người mỗi phương. Trong đó có mấy người dính đầy bụi trần, cũng không biết bao nhiêu vạn năm không nhúc nhích rồi, tựa như ngưng kết làm một thể với mặt đất, đá lớn. Có người còn kinh khủng hơn nữa, cả cơ thể khổng lồ đều bị bụi bặm bao phủ bên trên đỉnh đầu còn có một tổ hung cầm trở thành nơi dừng chân của ác điều những cảnh tượng này khiến thạch hạo như nhìn thấy một bức tranh cổ xưa thể hiện hết mọi dấu vết loang lồ của năm tháng khí của lịch sử phả thẳng vào mặt giáp trụ lôi đế lại lần nữa trở lại thế nhưng lại đang dần chuyển hướng về đen tối ông lão mở mắt nói vậy tiếng nói của hắn rất kỳ lại như là một ngôn ngữ cổ vậy, trên thực tế thì Thạch Hạo không hề hiểu gì cả. Thế nhưng dựa theo thần niệm truyền âm thì có thể hiểu được đại khái ý nghĩa như vậy. Đây không phải là tu sĩ của ba ngàn đạo châu, là tới từ nơi xa khác. Thời khắc này thì Thạch Hạo liền hiểu. Tòa đế thành này rất quan trọng, cửu thiên thập địa, những cổ giới khác đều phái nhân mã tới đóng tại nơi đây. Gia đức việc tu hành của ngươi đã xảy ra vấn đề đã tới cảnh giới như người thì cơ bản không thể bận tâm tới những ngoại vật được cẩn thận đừng để mất mạng. Ông lão lên tiếng nhắc nhở, lão mặc áo choàng trắng, tuổi tác xem ra rất là lớn. Cơ thể cường dáng, bên cạnh có một cây đại bổng răng sói. Ta làm sao sẽ tẩu hòa nhập ma được chứ, hiện tại là lúc mạnh mẽ nhất. Vừa rồi cũng chỉ là muốn tìm hiểu nguyên thần của tên này hỏng xem rõ ngọn ngành mà thôi. Gia Đức đáp lại, người trẻ tuổi, vậy người đã tới nơi nào thế? Ông lão lên tiếng hỏi Thạch Hảo. Thạch Hảo không muốn nói ra bởi vì sẽ dính dáng tới chiếc đỉnh kia. Thế nhưng lại không muốn giấu giếm chuyện tình của thế giới bên kia. Hắn nhíu mày, nói quả thật ta đã vô tình đi vào một chỗ không gian, ở nơi đó nhìn thấy rất nhiều bức tranh khác trên giá, bên trên ghi lại một thế giới đầy thần bí. Nơi đó có một tòa bất hủ sơn. Hắn từ từ nói rõ toàn bộ những gì mà mình đã trải qua, biến những thứ này thành những bức tranh được ghi lại trên đá. Vậy tại sao vừa nãy ngươi không nói cho ta biết? Gia Đức âm u mặt màu hỏi ánh mắt đầy lạnh lẽo hơn. Ngươi có địch ý với ta vậy vì sao phải nói cho ngươi biết? Thạch hạo đáp trả. Ngươi nói không hề đầy đủ chắc chắn còn giấu giếm gì đó. Để ta tìm hiểu rõ toàn bộ nào. Chàng trai Gia Đức lên tiếng rồi đưa bàn tay với phóng thích ra khí thế khủng bố hồng tìm hiểu nguyên thần lần nữa. Trước mặt nhiều người như thế mà ngươi dám làm vậy ở trước mắt của một vài cường giả vô thượng mà còn dám sỉ nhục ta nữa hả thạch hạo quát lên. Một tên tu sĩ thánh tế cảnh nho nhỏ như người mà cũng dám chỉ trích ta. Tìm hiểu thần hồn của ngươi để hiểu rõ hết thầy là sự chuẩn bị cho cuộc đại chiến sau này, nếu không dựa vào loại người như ngươi thì cũng không đủ tư cách để ta động thủ. Gia Đức khiến trách, Thạch Hạo tức giận, đây là dùng thế ép người, đối phương mạnh hơn hắn nên ngay cả việc nói chuyện cũng bá đạo như vậy, chẳng hề che giấu sự khinh bì gì cả. "Gia Đức ngươi hơi quá đáng rồi đó, muốn ép Chiến Y Lôi Đế rơi vào trong bóng tối hả, muốn ép một thiên tài tìm tới kẻ địch à, ông lão lên tiếng. Chiến Y Lôi Đế, chúng ta có thể cùng nhau luyện hóa, một tên tu sĩ thánh tế cảnh nhỏ nhoi thì cũng không đáng để ta kính trọng. Cứ để ta go cổ hắn lại rồi tìm hiểu trong biển ý thức thì có sao đâu?" Gia Đức nói, lúc này, bên trên vài tảng đá nằm ngay ngắn trên ngôi sao lớn nơi xa xa có vài tu sĩ mở mắt tựa như là con khủng long thời tiền sử khiến người khác sợ hãi. Làm càn, người đúng là tẩu hỏa nhập ma rồi. Ông lão nơi đó đứng thẳng dậy. Mà vào lúc này, ông lão hành động nằm ngoài dự liệu của mọi người, bàn tay xoay chuyển chụp về Gia Đức. Gia Đức biến sắc hắn rất mạnh. Có thể tiến vào đế thành thì tuyệt đối là trí cường giả một phương cho nên nhanh chóng tránh né thay đổi vị trí. Nhưng, bụp một tiếng, hắn bị đánh trúng, không cách nào tránh được đòn đánh này bàn tay của ông lão tát mạnh vào mặt hắn, tiếng vang lanh lành truyền khắp sức lực rất là lớn. Dù mạnh như hắn cũng không cách nào tránh thoát được cả người bay ngược sang ngang, máu tươi không ngừng phun rào. Không ai nghĩ tới ông lão này lại thẳng thắn như thế. Cứ thế một tát hạ xuống đánh bay một vị trí cường giả, sức lực lại còn rất lớn nữa. Chỉ là một tu sĩ nhỏ nhoi mà đáng để ông động thủ như vậy. Hắn nổi giận gần hết, khiến cho những người khác cũng mở mắt nhìn. Người cảm thấy tức giận ư, vừa nãy cũng ức hiếp kẻ khác đó thôi, lúc ấy hắn cũng có cảm giác như vậy đó. Ông lão lên tiếng, hắn thì sao có thể so với ta? Gia Đức gầm hét, vậy thì ngươi có thể so với ta à? Ông lão giơ tay, bóp lại lần nữa bạt tay ngay mặt hắn, khiến cả người bay ngược ra ngoài ầm. Nện thẳng bên trên một ngôi sao dưới mặt đất, Gia Đức gầm hét càng thêm điên cuồng hơn. Gần đây ngươi tìm hiểu hóa ma công nên tâm tình đã xảy ra vấn đề lớn, còn không biết thức tỉnh lại à? Nếu không, ngay cả tính mạng cũng khó giữ." Ông lão hét lên, nói bậy vấn đề này không phải nằm ở tâm tình, ta chẳng hề có việc gì cả tìm hiểu nguyên thần của một tên tu sĩ nhỏ bé. "Ta chẳng hề cảm thấy có lỗi gì cả." Hắn không cam lòng gầm rú. "Ngươi nên biết thành tựu của hắn sau này chắc chắn sẽ không dưới ngươi." mà thành tựu như ngươi thì có khả năng uy hiếp tới bất hủ nhất mạch. Ông lão sau khi nói xong thì cũng không phải dùng tay không nữa. Mà thay vào đó nắm chặt lấy đại bổng răng sói. Ẩm, ờ, mặc cho gia đức có ra tay cỡ nào, điên cuồng chống đỡ cỡ nào thì cũng đều vô cùng. Không cách nào ngăn cản được binh khí của ông lão. Đại bổng răng sói đập mạnh xuống lập tức đánh tan bảo thuật tiêu diệt cốt văn của hắn tựa như là một ngọn tiên sơn từ tiền sử hạ xuống chấn áp địch thủ mười phương. Ầm, đại bổng răng sói nện thẳng lên người của gia đức khiến hắn hét thảm, nửa người bầy nhầy bay ngược ra xa tít, tiếp đó là ngã ầm dưới đất, máu tươi xối xả. Một cao thủ mạnh mẽ như vậy lại không cách nào đỡ nổi một đòn của ông lão này, suýt nữa thì bị một bổng nện cho chết. Thạch Hạo ngây giải, tình huống này phát sinh quá đột ngột quá nhanh, ngay cả hắn cũng kinh ngạc không thôi nên biết tên gia đức này là một vị trí cường giả chấn thủ nơi này thân phận cũng không phải bình thường nếu như trở lại ngoại giới thì chắc chắn sẽ là một đại nhân vật bể nghĩa thiên hạ nhưng ở nơi đây hắn lại bị người khác áp chế và khó lòng phản kháng người đi bế quan đi suy nghĩ cho thật tỉ mỉ ông lão nói rồi chỉ ra một điểm một chìm sáng bao phủ lấy gia đức rồi đưa hắn đi vào trong bóng tối nơi xa thạch hạo thi lễ biểu thị sự cảm ơn lão già thở dài rồi gọi tới mấy người giúp thạch hạo gột rửa giáp trụ tiến hành luyện hóa. Rõ ràng, bộ giáp trụ này vẫn còn chuyện gì nào đó. Bởi vì những người này rất thương cảm, khi nhìn bộ giáp tụ này thì đều mang vẻ cô đơn và tiếc nuối. Đã từng có một vị kỳ tài cái thế mặc bộ giáp trụ này rời đi và cũng không cách nào trở về nữa. Hẳn là vĩnh vĩnh chìm đắm trong bóng tối rồi. Ông lão thở dài. Được rồi, ta sẽ đưa ngươi tới Vô Lượng Thiên, hy vọng ngươi sẽ sớm thành tài và tới Đế Thành để thủ quan. Mong rằng lúc đó đủ khả năng để trấn áp địch thủ thập phương. Gia đức cứ thế bị đưa đi giam giữ, dù ở bên ngoài có là cường giả tiệt thế đi chăng nữa thì nơi đây cũng phải tuân thủ theo quy củ. Đế Thành to lớn, mảnh vụn các ngôi sao khắp nơi. Thạch Hạo được đưa tới trước một tòa tế đàn được xây dựng từ thần thạch năm màu, nó to lớn tựa như ngọn núi và nằm sừng sững nơi đó tới đế thành một cách nhanh chóng và rồi rời khỏi cũng chẳng thua bao nhiêu việc này khiến thạch hạo thấy lâng lâng không chút hiện thực nên biết chỉ có người ký minh ước thái cổ thì mới có thể đi vào nhưng nay hắn lại may mắn ghé thăm hắn cũng không muốn rời đi nhanh như vậy rất muốn tìm hiểu nghiên cứu tòa thành trì thần bí này chỉ là bản thân không thể chọn lựa không thể nào ở lâu được diệp khuynh tiên đang ở đâu Thạch Hạo rất muốn tới chào hảo mỹ nhân tuyệt thế này từng cứu hắn một lần, năm xưa từng có người nói nàng tới từ nơi sâu cấm địa sinh mệnh. Nghĩ tới việc mà nàng nhắc về Minh Ước Thái Cổ và đề nghị lão thiên nhân cùng với cổ tổ chiến tộc lên đường thì có thể tưởng tượng ra được. Chắc chắn nàng có quan hệ rất thân thiết với nơi này. Thạch Hạo hỏi dò những người bên cạnh, còn thỉnh giáo cả ông lão cầm đại bổng răng sói để có thể gặp được Diệp Khuynh Thiên. Nhưng tất cả đều bị từ chối, thậm chí còn chưa có giải thích thì đã bị từ chối ngay. Những người này rất kiên quyết và khó tính. Thạch Hạo kinh ngạc, hình như Diệp Khuynh Tiên này không phải là nhân vật bình thường, dù cả cao thủ trong thành cũng không muốn tiết lộ tới cùng là có lai lịch như thế nào. Nghĩ tới cô gái với áo trắng như tuyết, nụ cười khuynh thành, tuyệt thế và tự lập thì Thạch Hạo không khỏi thở dài. Đi tới nơi ở của nàng rồi ấy vậy vẫn không thể gặp mặt. Dù nói gì thì cũng phải lên đường rồi, hắn chỉ có thể thầm lắc lắc đầu mà thôi. Thạch Hạo đứng trên tế đàn, truyền tống trận năm màu này vô cùng rộng lớn, có cảm giác như năm tháng mờ mịt, thời gian vĩnh hằng, đứng ở nơi này tựa như có thể qua lại vạn cổ. Không ngừng luân hồi trong đất trời. Hắn quan sát kỹ tòa tế đàn này gần như tương tự với tế đàn vỡ nát khi chiếc đỉnh xuất hiện ở bên dưới Hắc Uyên trong di địa tiên cổ. Chất liệu tạo thành đều giống nhau nhưng một tòa bị bị hủy gần nửa còn một tòa thì hoàn hảo không hư hỏng gì rõ ràng đây là kết quả được lưu lại hơn một kỷ nguyên trước nghĩ tới đây ánh mắt của thạch hạo càng thêm nồng cháy khiến hắn quan sát càng cẩn thận hơn càng tỉ mỉ hơn ngay cả tòa đế thành với lối kiến trúc to lớn này cũng thuộc về hơn kỷ nguyên trước tòa thành trì này thật là cổ xưa nơi đây quả nhiên là thần bí thạch hạo than thở tòa thành này sừng sững nơi này là để trấn áp bên kia bên ngoài là một thế giới đầy đáng sợ hơn biên hoang thạch hạo thì thầm hai chữ này thế nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng cảnh tượng mà hắn từng chứng kiến ở tòa tế đàn bên trên chiếc thuyền cổ đen xì kia rõ ràng là còn có một tòa thành khác nữa là do bảy vị vương giả trấn thủ không ngừng huyết chiến với vô số sinh linh nơi đó là ở đâu rốt cuộc biên hoang là nơi nào chiến trường mà hắn chứng kiến còn kịch liệt hơn cả nơi đây, chứ đâu phải là nơi đầy tử khí u tối quanh năm, 9 phần 10 địa vực đều bao trùm bởi màn đêm. Tiền bối, những người kia là người như thế nào? Trước khi rời đi thì thạch hạo hỏi ông lão cầm đại bổng giang sói, cặp mắt hắn nhìn chầm chầm về thế giới bên kia, đó là nơi như thế nào? Có quan hệ ra sao với thạch hạo theo như trực giác của hắn thì ông lão này hẳn sẽ biết. Đáng tiếc ông lão vẫn không hề cho ra đáp án nào, tế đàn bừng tỉnh, truyền tống được mở ra. Hào quang lóe lên, Thạch Hạo cảm thấy như bước vào trong đường hầm thời gian, tựa như rơi vào trong cuộc luân hồi trăm đời, sau đó thì bản thân phóng về phần cuối của vĩnh hằng. Đây là một truyền tống trận cấp lớn, có thể truyền tống người khác tới phần cuối của vũ trụ, cũng có thể vượt qua cổ giới. Ba ngàn châu dần lùi về sau, hắn rời khỏi thượng giới này. Đây là một pháp trận to lớn với uy lực vô biên mang Thạch Hạo rời đi, xé ra một con đường giữa cửu thiên thập địa, đối với người bình thường thì chuyện này không cách nào hình dung được. Thạch Hạo xuyên hành trong dáng lành, bay thẳng trong sương mù hỗn độn. Hắn lướt đi trong một không gian khó tưởng tượng được, rời khỏi ba ngàn châu, là rời đi thật sự đế thành lớn vậy mà dù chỉ một góc nhỏ ta cũng chưa thấy được chỉ có thể nhìn thấy được một vài cao thủ hiếm thấy không biết nơi đó còn ẩn giấu nhân vật cỡ nào nữa chắc chắn còn có những chỗ kỳ dị khác nữa thạch hạo biết hắn chỉ mới thấy được một phần nhỏ hoàn toàn không hề biết gì về nơi này hắn cũng không có cơ hội để suy nghĩ nhiều những mảnh vỡ thời gian bay lượn từng ngôi sao sáng tối vụt qua bên đường vượt giới rời đi khiến mảnh thời không này không cách nào vững chắc được ầm um, rốt cuộc một tiếng rung mạnh mẽ phát ra, xương trắng nghi ngút, dáng màu chiếu rọi, Thạch Hạo bước ra ngoài. Đảo mắt quan sát, hắn đang đứng bên trên một đạo đài được chế tác từ xương thú to lớn. Nó có dáng vẻ cổ xưa thế nhưng lại trắng bóng như ngọc. Ta đã tới vô lượng thiên, Thạch Hạo thán phục vượt giới rời đi, khoảng cách không cách nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng hắn chỉ trong chốc lát đã tới được với khoảng cách như vậy, nếu như có một con đường có thể thông tới đây thì dù tu sĩ mạnh mẽ bay cả đời cũng không cách nào tới được. Khoảng cách này tựa như là vĩnh hằng vậy, mà hắn lại từ ba ngàn châu nằm trong thập địa đi vào bên trong vô lượng thiên thuộc về cửu thiên. Đây là một cuộc hành trình vô cùng xa xôi, ta đã tới muộn vài tháng, không biết còn có thể tiến vào thư viện thiên thần nữa hay không. Thạch hạo thì thầm, hắn cất bước rời khỏi tòa đạo đài bằng xương này bất chợt linh khí như thủy truyền dâng trào và nhanh chóng lan tràn xung quanh. Nồng đậm hơn ba ngàn châu rất rất nhiều. Đây chính là nhận thức trực quan nhất của Thạch Hảo. Thông thường, chỗ nào có linh khí nồng đậm như vậy thì sẽ là nơi thích hợp cho việc tu hành. Sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả đáng sợ. Nói tóm lại, chắc chắn là một thế giới vô cùng mạnh mẽ. Sự hưng suy của đạo thổ liên quan tới việc hưng thịnh hay là suy vong của giới tu hành. Chống trải như vậy luôn à? Thạch hạo nhíu mày, tuy rằng nơi đây linh khí rất nồng đậm, sương mù khắp nơi nhưng lại khiến người khác cảm thấy quá yên tĩnh cô quảnh. Chẳng hề thấy cây cỏ núi sông đâu cả. Xung quanh đều được sương trắng bao phủ. Nếu như được truyền tống tới vô lượng thiên thì chỉ ít cũng phải có chỗ đứng chân, chẳng lẽ. Bọn họ đưa ta tới thẳng thư viện thiên thần luôn à thạch hạo suy đoán. Bởi vì lúc chuẩn bị rời đi thì hắn từng có hỏi qua. Sau khi truyền tống tới thì làm cách nào để tới thư viện thiên thần tu hành? Hả, Hà, rất nhanh, thạch hạo cảm thấy có gì đó không đúng, trước mặt có địa hình rất bằng phẳng, là từng tảng thần thạch to lớn gắn kết lại với nhau. Hắn mở ra thiên mục trong con người ngưng tụ nên phù văn rồi hóa thành hai chùm sáng quét nhìn cảnh vật xung quanh. Sau đó thì thạch hạo như ngây dại, hiện tại hắn đang đứng trên trận đài trắng bóng nằm ở bên trong một tòa cung điện. Chỉ là tòa cung điện này rất là lớn diện tích phải hơn 10.000 dặm và lơ lửng trong hư không là một tòa điện khổng lồ. Thạch Hạo chẳng biết nói gì hơn, cho rằng đây là mặt đất đầy mênh mông nhưng ai ngờ, nó lại nằm trong một tòa kiến trúc hùng vĩ. Thạch Hạo nhanh chóng bay về phía sau, làn xương trắng mờ ảo lượn lơ tản về hai bên. Rất nhanh, hắn đã tới lối vào, nơi đây có một cặp cửa bằng đồng rất lớn đang khép hờ. Thạch Hạo dừng lại và muốn đẩy tung cánh cửa phía trước không thể không nói cánh của này quá lớn chỉ riêng chiều cao thì cũng đã hơn ngàn dặm quá đồ sồ cơ bản chẳng hề giống cửa gì cả mà là một vách đồng đựng đứng thạch hạo dùng lực ầm ầm cánh cửa lớn từ từ mở ra hắn cố gắng đẩy nhanh cánh cửa này thế nhưng chợt có một luồng khí tức đầy mạnh mẽ cản trở lại bên ngoài cánh cửa đồng này có xương trắng lượn lờ còn có hỗn độn ngập tràn có đá có bồ đoàn và một ông lão từ từ mở mắt quan sát chỉ trong nháy mắt tựa như có hai tia chớp xẹt qua trời cao, xé nát mây mù. Ông lão đó ngồi xếp bằng bên trên một chiếc bồ đoàn, hàng lông mày trắng như tuyết dài tới nửa thước dáng vẻ trang nghiêm khiến người khác sinh vẻ sợ hãi. Đây tuyệt đối là cao thủ. Hơn nữa lại là một cao thủ tuyệt thế không cách nào tưởng tượng nổi ánh mắt ấy quá sắc bén tựa như có thể nhìn xuyên linh hồn của người khác. Khiến thần phách của người đối diện run thạch hạo tê dại ra đầy từ đế thành cho tới kiến trúc thần bí trong vô lượng thiên tiếp đó lại nhìn thấy một vị cao thù tuyệt thế mỗi việc hắn không cách nào tiếp thu nhanh chóng được hắn thở dài nhất định phải tăng thực lực thật nhanh trong khoảng thời gian ngắn nhất phải biến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nếu không thế giới này quá nguy hiểm xin chào tiền bối thạch hạo chủ động chào có ý nghĩa ba luồng tiên khí tư chất rất nghịch thiên chỉ là không biết có phải hiền hách nhất thời tựa như những người trong lịch sử kia, hay là có thể men theo con đường này đi xuống. Ông lão mở miệng, thạch hạo kinh ngạc người này quá lợi hại, chỉ liếc nhìn mà đã biết rõ về thân thể của hắn rồi. Nếu như đã đưa ngươi tới nơi này thì mặc kệ ngươi có thân phận hiền hách ra sao. Cũng không cần phải hỏi những việc làm trong quá khứ của ngươi, mà chỉ cần dành cho ngươi một chút mài rũa tương ứng thôi. Ông lão mày trắng nói, tiền bối, ý của ông là... Thạch Hạo cảm thấy có gì đó sai sai, cái từ mài rũa mà ông lão này nói ra lại khiến hắn cảm thấy lạnh buốt. Phàm là tu sĩ bị đưa tới đây thì đều là người đã phạm sai lầm. Nhất định sẽ phải gánh lấy trừng phạt tương ứng. Ông lão mi trắng đáp, truyền tống trận trong đế thành vô cùng to lớn. Sau khi lựa chọn một tọa độ nhất định thì nó sẽ vận chuyển và đưa người cần truyền tống tới địa điểm đã định sẵn. Hiển nhiên, những người trong đế thành đã sớm thương lượng qua và nhất trí đưa hắn tới đây. Ta đã phạm sai lầm." Thạch Hạo tự nhủ, trong lòng tràn ngập vẻ không cam, rõ ràng là tên gia đức kia mới đúng. Khả năng hắn làm người thế mạng rồi. Hẳn là vậy, nếu không thì sao ngươi lại đưa tới đây chứ?" Ông lão mày trắng nói, vẻ mặt của Thạch Hạo lạnh lẽo, đã bị hãm hại. Rõ ràng tên gia đức kia khiêu khích và muốn tìm hiểu biển thần thức của hắn, vậy giờ tại sao lại đi phạt hắn? người cũng không cần quá lo lắng, phàm là những ai bị đưa vào tòa điện cổ này thì cũng chỉ bị xử phạt một chút mà thôi, cũng không tính là phạm phải tội ác tay trời. Thạch hạo thở dài, tình huống xấu nhất rất may là không xuất hiện. Ông lão vung tay, tiếp đó thạch hạo rời khỏi tòa kiến trúc lớn này và đi về nơi phương xa. Là trừng phạt à thạch hạo cảm thấy như là một giấc mộng. Hồ nước xanh thẳm đầy rộng lớn ở ngay trước mặt, rời khỏi vùng thế giới này coi như đã trừng phạt xong lời nói của ông lão truyền tới rõ ràng đây là một không gian nằm bên trong một khu kỳ dị nào đó nhưng vùng không gian này tựa như là một giới khiến người khác không cách nào đoán được thạch hảo không ngừng phi hành về phần cuối của đại địa trên đường có gặp qua một vài người với thương thế giống nhau từng người đau ốm triền miên chẳng hề động đậy hắn hoảng sợ thông qua tình hình mà hắn tìm hiểu được thì những người này đều là thiên tài có người quần áo rách dưới lên tiếng hỏi thăm thì người này đã tiến vào hơn trăm năm thế nhưng vẫn không cách nào phá tan phong tỏa để rời đi những người còn lại thì ít nhất cũng đã được vài năm rồi mẹ nó thạch hạo nhịn không được mà chửi thề hắn không hề làm qua chuyện gì sai trái thế nhưng lại bị người khác hãm hại và đưa tới nơi này hắn làm sao có thời gian chứ vài năm tới trăm năm không cách nào chịu đựng nổi nhất định phải rời khỏi đây ngay lập tức mới được. Những người này đều oán giận không thôi, còn có người chửi rùa thậm chí là mắng lớn, bởi vì bọn họ cũng chẳng hề có lỗi lầm gì quá lớn. Nhưng lại bị vây kín ở đây nhiều năm đến như thế. Nói là mài rũa, nghe rất là êm tai, rồi còn có thể ngộ đạo nữa chứ, nhưng ông ta chẳng lẽ không biết thời gian là thứ quý giá nhất. Ai lại muốn bị giam cầm mãi ở nơi này? Những người này tức giận không thôi. Không có đường tắt à Thạch Hạo hỏi, quả thật hắn không muốn dừng lại ở đây quá lâu. Cần phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Những người nơi đây trở nên vô cùng hưng phấn, lần lượt nói qua từng trải nghiệm của bản thân. Dưới góc nhìn của bọn họ, đây là một cương vực kỳ lạ, không cách nào tìm được phần cuối, không cách nào tìm được lối thoát. Có lẽ, chỉ có cổ đạo đài ở khu vực trung tâm thì mới có thể thử một phen. Thứ này được xây dựng dựa theo đăng tiên đài, có người nói nếu ngộ đạo ở nơi đó thì có thể rời đi. Rất lâu sau thì chợt có người lên tiếng, bởi vì bọn họ từng nghe được tựa như có người đã biến mất và thành công đi ra ngoài. "Vậy các ngươi chưa từng thử qua à?" Thạch Hạo hỏi. "Nơi quỷ quái đó chẳng có gì cả, chỉ là một bệ đá bết bát. Ngộ đạo gì chứ, ngoại trừ đá thì cũng chỉ là đá, chẳng lẽ bắt chúng ta phải tới tìm hiểu vì có thiên thư vô thương à?" Có người tức giận nói đại đa số mọi người ở nơi này đều đã từng tới đó thế nhưng cũng chẳng hề có thu hoạch gì cơ bản không cách nào thoát khỏi giam cầm để rời đi cái gọi là đăng tiên đài chính là một cổ đài mà nhân tài thành tiên có thể bước lên ngay cả bệ đá đó vì sao lại có thể xây dựng dựa theo thứ kia thì cũng chỉ có trời mới biết biết cũng chỉ là cái tên của nó mà thôi thạch hạo tới nơi này bên cạnh cũng có vài người đi theo hòng xem thử hắn có biện pháp phá khỏi lồng giam này hay không bởi vì đã nhiều năm trôi qua người người tiến vào đây đều từ bỏ đi hy vọng ai cũng muốn sẽ có người đứng lên và đánh vỡ sự cân bằng này lúc đó dẫn bọn họ rời khỏi đây nơi đây trống trơn chỉ có một bệ đá to lớn tựa như núi đá thế nhưng lại có thể thấy được nó được tạo thành từ những khối đá được xếp lại với nhau nhưng theo sự chuyển động của thời gian thì những tảng đá này đã ngưng kết thành một thể và hình thành nên bệ đá cổ xưa này đã có rất nhiều người ngồi ngộ đạo bên trên và tiêu hao hết mọi tâm lực. Thế nhưng chẳng có thu hoạch gì. Thạch hạo cao mày, hắn đi vòng vòng quanh bệ đá, thần thức tản ra, nội tâm suy tư, cẩn thận cảm ứng sự khác biệt của thứ này. Kết quả chẳng có gì. Sau đó, hắn tản ra tiên khí, một luồng, gió êm sóng lặng, hai luồng, vẫn chẳng có chút gợn sóng nào, mãi tới khi luồng thứ ba tản ra thì nơi đây xuất hiện sấm vang chớp giật dị tượng xuất hiện những người khác đều ngây dại không nghĩ tới kẻ vừa mới tiến vào mà đã có thể cảm ứng và tạo nên động tĩnh cỡ này thạch hạo đã hiểu quả nhiên là có quan hệ với tiên khí chẳng trách gọi là đăng tiên đài đã tới nước này thì hắn càng thêm hiểu hơn tầm quan trọng của việc tu ra tiên khí trên con đường tu hành này bởi vì cửa ải như thế này đều cần phải dựa vào thứ này để vượt qua có thể tưởng tượng được trên bước tiến sau này, ba luồng tiên khí này chắc chắn sẽ thể hiện ra hết hiệu dụng của mình, có lúc sẽ cần tới chúng. Thạch hạo bay lên bệ đá rồi ngồi xếp bằng thể ngộ tu hành trong yên lặng, cố gắng có thể phá tan vùng không gian này, hoàn toàn thoát vây rời đi. Xung quanh là sấm chớp vang rồi, ánh điện vờn khắp nơi. Ngoài ra, từng cây sen vàng từ từ cắm rễ trong hư không, hương thơm ngát lan tỏa chúng sinh trưởng xung quanh thạch hạo càng ngày càng thần thánh hơn. Rất nhanh, hắn tiến vào một trạng thái vô cùng kỳ diệu cả người không minh ba luồng tiên khí bên ngoài như hòa vào bệ đá như cộng hưởng cùng nhau xa xa những người kia thán phục không thôi rốt cuộc cũng biết được vì sao thạch hạo lại có thể ngộ đạo ở nơi này quả là kinh người hắn là người đã tu ra ba luồng tiên khí đăng tiên đài này sinh ra là để chuẩn bị cho người như vậy hai bọn họ cảm thấy mình thất bại chẳng hề oan ức chút nào chẳng trách lại bị nhốt nhiều năm như vậy suy cho cùng thì trong bọn họ cũng chẳng có ai tu ra ba luồng tiên khí cả thạch hạo không hề để ý tới những âm thanh từ bên ngoài mà hoàn toàn tập trung tinh thần yên lặng chẳng chút tiếng động từ từ cảm ngộ bệ đá phát sáng và truyền ra từng tiếng tụng kinh hắn nghe không rõ lắm thế nhưng lại có thể nhận biết được đây là một loại gia trì là một loại sức mạnh thần bí đang rèn luyện ba luồng tiên khí của hắn khiến cho nó càng thêm vững chắc hơn thậm chí, loại sức mạnh này còn có thể từ từ tẩm bổ và tăng cường cho ba luồng tiên khí. Việc này làm cho Thạch Hạo giật mình từ khi tu ra ba luồng tiên khí và cho tới khi chúng đạt tới đỉnh cao thì thứ này có rất ít sự biến hóa. Không nghĩ rằng lúc này lại có chút biến đổi. Hơn 10 ngày sau thì một luồng tiên khí bên ngoài Thạch Hạo chợt ngưng kết thành một bông hoa đại đạo và nở rộ trên đỉnh đầu của hắn. Thứ này huyền ảo vô cùng, thần bí, khó lường, ngập tràn sự mạnh mẽ. Dầm, cánh hoa đại đạo bung nở tiên vụ trắng khiết từ từ rủ xuống, sau khi cánh hoa nở rộ thì tiên vụ từ đó bao phủ lấy thạch hạo. Khiến hắn càng khó lường hơn, tên nhóc này không tầm thương. Xa xa, những người kia trợn tròn mắt và lộ vẻ giật mình. Tiếp đó, một luồng tiên khí khác của thạch hạo kết thành cánh hoa đại đạo rồi liên tục nở rộ tựa như đang rèn luyện khí tức kinh người càng khuếch tán hơn. Mãi cho tới cuối cùng cánh hoa đó ổn định lại và lơ lững trên đỉnh đầu của hắn tựa như là đạo quả đã đại thành. Bệ đá đó mờ ảo như đã hao tổn quá nhiều như bị rút lấy sức mạnh thần bí bên trong. Đăng tiên đài này là một tảng đá dùng để mài dao cố gắng giúp thiếu niên này rèn luyện ra một cánh hoa đại đạo không tầm thường đâu. Đang ở thánh tế cảnh mà đã kết ra một bông hoa đại đạo. Tuyệt đối là một kỳ tài khoáng thế. Có người không ngừng lắc đầu cảm thán, vừa ao ước mà cũng có chút đố kỵ. Thạch Hạo mở mắt rồi nhìn về tu sĩ bốn phía, tiếp đó mỉm cười nói, chư vị đã muốn rời đi chưa? Khi nghe thấy những lời này thì từng người đều ngây dại, rồi tiếp đó là hú lớn, ai không muốn rời đi? Bị vây khốn ở nơi quỷ quái này quá lâu, gần như sắp phát điên cả rồi. Xin hãy bước lên đăng tiên đài này. Thạch Hạo nói, lời vừa nói thì một nhóm người nhanh chóng vọt lên bệ đá. Vẻ mặt ai đấy cũng vô cùng hưng phấn anh bạn nhỏ, người có biện pháp thật hả, nhanh nhanh mang chúng ta rời đi đi. Bị vây ở đây mấy chục năm, ngay cả ta cũng bị mốc mèo cả rồi nè, anh. Xin hãy giúp chúng ta thoát khỏi nơi này. Đám người kích động cùng hưng phấn, không ngừng thúc giục hắn rời đi. Thạch hạo gật đầu, hắn đã thể ngộ được chỗ của đăng tiên đài này. Đây cũng coi như là một món trí bảo thế nhưng tiếc là chỉ giúp hắn kết thành một bông hoa đại đạo mà thôi. Ờm. Um. Thạch hạo chuyển động vẫn ngồi xếp bằng thế nhưng không ngừng kết ấn. Cùng với cánh hoa đại đạo không ngừng diễn biến theo và phóng ra bí lực kinh người. Tiếp đó, bệ đá phát sáng, tiếng ầm ầm phát sinh, theo động tác của thạch hạo thì có vô số phù văn lao ra. Răng rác, hư không bị xuyên thủng và xuất hiện một con đường nối màu bạc, thứ này bắt nguồn từ đăng tiên đài rồi lan tràn về bên ngoài. Ồ, đường sống cuối cùng cũng đã hiện, đi mau. Trời ơi! Rốt cuộc ta cũng đã thoát vây rồi." Có mấy người hét lớn, nước mắt gần như ướt đẫm, bị nhốt quá nhiều năm, giờ thấy được ánh mặt trời nên khiến họ tràn ngập vẻ sung sướng khó tả. Thạch Hạo dọc theo đường nối màu bạc này rời đi, sau đó quay đầu nhìn lại thì đột nhiên hắn nhìn thấy cung điện lớn cùng với ông lão mày trắng nơi cánh cửa đồng kia. Hắn cúi đầu hướng về đó, thể hiện sự cảm ơn của mình ông già đó nói đây là một loại rèn luyện không phải là trừng phạt gì cả quả đúng là thế việc này đã giúp hắn đạt được một chỗ tốt cực lớn thạch hạo cảm thấy dù cho hắn có tiến vào thư viện thiên thần muộn đi chăng nữa dù có bỏ qua vài thứ thì chỉ cần có thu hoạch như ở nơi này là quá đáng giá rồi chưa đạt tới thiên thần chỉ mới ở thánh tế cảnh mà đã có thể kết ra một bông hoa đại đạo việc này rất hiếm có hào quang rực rỡ của mai sau sẽ càng lan rộng nếu như có thể tiếp xúc tới đăng tiên đài thật sự thì sẽ ra sao? Thạch Hạo vô cùng đợi mong trong cửu thiên thập địa ví dụ như vô lượng thiên trong cửu thiên này có trường sinh thế gia có con cháu chân tiên trong những gia tộc tộc hơn phân nửa sẽ có những bí bảo vô thượng tương tự như đăng tiên đài này. Tại sao Thạch Hạo lại tới đây? Chính là đi tìm những cơ duyên thần bí để giúp bản thân lớn mạnh, cho nên hắn rất chờ mong. Nghe đồn, trong vô lượng thiên này có gia tộc chân tiên, hy vọng sẽ được tiếp xúc với một vài thánh bật trí bảo. Hắn tự nhủ, đường nối màu bạc đóng lại, đồng nghĩa thạch hạo và những người kia cũng đã thoát vây. Anh bạn trẻ ta là người của Trần Gia, có việc gì thì cứ tới tìm ta. Đạo huynh ta tới vừa xích long tộc. Nếu như ở vô lượng thiên này gặp phải phiền phức thì cứ tới bộ tộc ta. Sau khi thoát vây, người này lần lượt giới thiệu tên họ, hẹn gặp lại nhau trong một ngày không xa khoan đã các ngươi từng nghe thư viện thiên thần chưa lúc chuẩn bị rời đi thì thạch hạo hỏi dò chưa hề có người lắc lắc đầu đầy mờ mịt hình như nghe qua rồi thì phải mấy năm trước ta nghe nói nó sẽ được xây dựng ở vô lượng thiên phản ứng của mỗi người đều khác nhau lập tức thạch hạo sực nhớ ra thư viện thiên thần này cũng không phải có từ lâu mà chỉ mới tuyển chọn gần đây hỏi những người này cũng coi như vô dụng vì họ bị nhốt quá lâu rồi đạo hữu đã tu ra ba luồng tiên khí hình như muốn tiến vào thư viện thiên thần kia à xem ra chúng ta bị nhốt quá nhiều năm nên có rất nhiều chuyện đã diễn ra mà không hay biết sau khi trở về chúng ta sẽ tìm hiểu xem sao những người này đều là thiên tài nếu không cũng không thể có tư cách bị giam ở nơi này tự nhiên sẽ có người tu ra tiên khí và đủ tư cách để đi vào thư viện thiên thần đạo huynh nếu như có thư viện thiên thần thì chúng ta nhất định sẽ đi tới, lúc đó sẽ làm chọn phận chủ nhà và dẫn ngươi đi gặp con cháu của chân tiên, tiên tử thật sự. Ha ha, chính xác. Bắt lấy một tiên tử về làm vợ, dù gì cũng là mỹ nhân tiệt thế chảy xuôi dòng máu chân tiên, chúng ta có quen với mấy người, tới lúc đó sẽ giới thiệu cho. Nhưng chủ yếu ngươi có thể lọt vào mắt xanh của các nàng hay không thôi. Đám người cười lớn rồi từ biệt lẫn nhau. Thú vị, ngươi là Thạch Hạo tới từ Ba Ngàn Châu? Đột nhiên, cách đó không xa có người mở miệng, lúc mở mắt thì tựa như hai luồng tia chớp bắn tới. Rõ ràng, khu cổ địa này có cao thủ bảo vệ cho nên nơi đây vẫn tính là khu vực thần bí, phàm là nơi có tế đàn liên kết với cửu thiên thập địa thì sẽ có trí cường giả tọa chấn. Mà lúc đặc biệt như lúc này, đại loạn sắp nổi, để phòng ngừa có kẻ địch lẻn vào trong nên chắc chắn sẽ có cường nhân bảo vệ. Người là ai? Thạch Hạo nhìn về xa xa, nơi đó có một người đang ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn. Hắn không hề cảm nhận được chút tiện ý nào, người không phải là người từng mất tích ở chiến trường cổ nơi đế thành hay sao, ngay cả ba người kia tốn công tốn sức cũng không tìm thấy được. Qua đi mấy tháng mà bản thân lại xuất hiện và đi được tới cả vô lượng thiên nữa chứ, đúng là không đơn giản. Người này lên tiếng Thạch Hạo vừa nghe thì liền hiểu rõ, ba người kia mà trong miệng kẻ này phát ra chính là tam đại cường giả từng dẫn chúng thiên tài tiến nhập thư viện thiên thần. Mà người này lại hiểu rất rõ và chẳng hề có chút thiện ý gì với hắn. Người này là người của vô lượng thiên, hắn có thành kiến, khảo Thạch Hạo không nói lời nào. Người này quá nửa là ra mặt thay cho các thiên tài của vô lượng thiên từng bị Thạch Hạo đánh bại qua. Sao lại im lặng vậy? Người kia hỏi người chính là tiền bối trên con đường tu hành, ta cũng chỉ im lặng lắng nghe thần âm đại đạo của tiền bối thôi. Thạch Hạo cố gắng nhẹ nhàng tới thế. Ha ha, người này cười ha hả thế nhưng vẻ mặt lại nhanh chóng chuyển lạnh, nói, một mình ngươi mà có thể đi tới Vô Lượng Thiên này thì cũng coi như siêu phàm rồi, số phận cực kỳ thịnh. Hay là vậy đi, ngươi tới cổ quán Thái Sơ đào giúp ta mấy viên đá sinh mệnh, lúc đó ta cũng không làm khó dễ gì ngươi nữa. Cách đó không xa, những thiên tài vừa thoát vây kia cũng chưa có rời đi hết những người còn ở lại khi nghe tới đây thì liền biến sắc. Cổ quáng Thái Sơ là nơi nào? Nơi đó được gọi là ma quáng, tà quáng, không thể tới gần, tuy rằng ẩn chứa cơ duyên cực lớn, có thể kéo dài sinh mệnh thế nhưng bên trong lại vô cùng nguy hiểm, chôn lấp không biết bao nhiêu cao thủ. Có người nói, nơi đó là nghĩa địa của rất nhiều vị tiên vương. Thạch hạo chẳng nói lời nào mà lặng yên nhìn hắn, người này vốn có ác ý nên muốn gây bất lợi cho hắn tại sao im lặng thế người kia ung dung đi tới gần chính xác dù năm tháng có trôi qua thì cũng không cách nào lưu lại chút vết tích gì trên gương mặt của hắn vẫn trẻ tuổi vẫn tài hoa chỉ là khi cặp mắt ấy chớp chớp thì sẽ hiện lên vẻ tang thương đó là sự thể hiện của việc không còn thanh xuân nữa một đại cao thủ có biểu hiện như thế thì chắc chắn có sinh mệnh dài lâu năm tháng sinh sống tương đối dài là một nhân vật già cả Ta có thể nói gì chứ chẳng có chút thù oán gì mà ngươi lại muốn đẩy ta vào trong hiểm địa, chẳng lẽ lòng dạ của ngươi lại rộng lượng cỡ đó à Thạch Hạo chẳng hề nể nang gì. Đã tới nước này thì dù nói lời tốt đẹp chỡ nào, dù cúi đầu xin tha thứ thì cũng chẳng có chút tác dụng nào. Vô duyên vô cớ lại bị người khác xem thường và chế nhạo. Cũng có vài thiên tài chưa rời đi cảm thấy bất bình thay cho Thạch Hạo, vị cường giả này lừa gạt người quá mức bắt một thiếu niên đi cổ quáng thái sơ, đây chẳng phải là đi chịu chết à. Đừng nói là bọn họ, dù là tiền bối cao nhân nào đi vào cũng sẽ bỏ mạng, hoàn toàn chẳng có chút bất ngờ nào. Từ xưa tới nay, chỉ có vào những lúc đặc biệt. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thì mới dám đi vào trong để đào đá sinh mệnh, nếu không thì chỉ có con đường chết. Ha ha, tính cách cũng khá đó chứ, theo ngươi. Ta nên một trưởng đánh nát ngươi hay là đưa ngươi vào cổ quáng thái sơ kia? Người này cười cười mở miệng. Chỉ có điều nụ cười này lại mang theo vẻ lạnh lẽo. Việc này khiến trong lòng mọi người chợt nhảy lên một cái ý tứ của người này rõ ràng, chẳng hề che giấu gì cả. Cũng không cần phải đưa thạch hạo vào trong tiệt địa kia, ngủ ngay tại nơi này. Tiền bối, người làm như vậy có chút khó xử, ở bên cạnh chợt có người lên tiếng. Ồ, vậy theo người ta nên làm gì, người chính là tên nhóc thuộc trần gia đúng không? xem cũng là một kỳ tài đó thế nhưng lúc này đừng ra mặt người này chẳng chút sợ hãi nói tiền bối người phụ trách việc bảo vệ trọng địa mà hắn cũng chẳng hề phạm sai lầm gì cho nên người cũng không có cớ gì mà trách phạt hắn có người khác cũng ra mặt đỡ lời thạch hạo đã giúp bọn họ thoát vây cho nên những người này sẽ vô cùng biết ân đặc biệt bên trong có thiên tài tới từ một vài thế gia siêu cấp có gốc gác rất lớn lúc này bọn họ cũng lên tiếng Ừ, các ngươi nói cũng đúng, vậy thì cứ theo quy củ mà xử trí vậy. Người này cười cười, trên gương mặt anh Tuấn lộ vẻ tùy ý, nói, hắn vốn là được tuyển vào trong thư viện thiên thần. Thế nhưng lại tới trễ, cố ý tiến vào chậm với lại còn ngông nghênh sử dụng truyền tống trận. Không thể không trách phạt, làm gì có lý do này chứ, có người bất bình thay cho thạch hảo. Các người có biết sử dụng truyền tống trận này để vượt giới thì sẽ tốn biết bao nhiêu thiên tài địa bảo hay không hả đó là cái giá trên trời thế gian này cũng chỉ có vài tòa mà thôi chỉ là một tên thánh tế cảnh nhỏ nhoi mà lại một thân một mình sử dụng đây chính là lãng phí là mưu sát các ngươi có biết tương lai sau này nếu cần dùng tới truyền tống trận như này thì tác dụng sẽ lớn tới mức nào không thế nhưng hắn lại sử dụng một cách lãng phí như vậy thì đã làm tăng thêm gánh nặng cho tế đàn năm màu này đó là tội lớn vẻ mặt lẫn giọng điệu của người này đầy nghiêm túc lớn giọng quát lên mọi người tất nhiên hiểu được hắn là cố ý quy chụp để trách phạt thạch hạo vì lẽ đó theo như quy củ thì không đáng để ta giết hắn thế nhưng bắt buộc phải gánh chịu tội lỗi hắn phải đi vào cổ quáng thái cổ để đào quặng một thời gian trong ánh mắt của hắn lóe lên vẻ lạnh lẽo trong lòng của mọi người đều buông xuôi bởi vì họ biết nếu thạch hạo tới đó thì chỉ có con đường chết Nghe đồn, bên trong cổ quáng thái sơ này không biết tồn tại bao nhiêu thi hài, và thời gian chôn vùi bao nhiêu lâu. Tất cả đều chết một cách khó hiểu. Thậm chí có người nói thời gian chôn vùi của các thi hài này còn phải lâu dài hơn những gì mà người ta nghĩ. Đã từng có giáo chủ cùng nhau liên thủ đi vào, kết quả bị một thi thể mặc một bộ đạo bào cổ đại bóp chết tươi, dù là một người cũng không thể chạy thoát. Lúc đó đã tạo nên sóng lớn vô cùng, nên biết những người kia đều là các đại nhân vật ấy vậy mà cũng không phải chết dưới những bảo thuật cuồn cuộn mà là bị bóp chết tươi ngay tức khắc. Chuyện này có chút khó tưởng tượng được, khiến người nghe phải trợn tròn xoe cặp mắt, nếu như chỉ là một tu sĩ nhỏ nhoi thánh tế cảnh đi vào, vậy còn có đường sống nào ư? Người không thể làm vậy được, đây không phải là trách phạt mà là hãm hại, ai tiến vào chỗ đó thì cũng đều bỏ mạng cả, dù là trường sinh giả xuất thế thì cũng phải kiêng kỵ Có người phản bác, nếu không chỉ có thể nhìn Thạch Hạo đi chịu chết mà thôi. Người của Thư viện Thiên Thần nếu biết được thì chắc chắn sẽ tới ngăn cản ngay, như vậy là hại chết một kỳ tài. Người hơi quá mức rồi, có người lên tiếng can ngăn. Chính xác gia tộc của bọn họ đều rất bất phàm, có đại cao thủ tọa chấn cho nên cũng hiểu được chút tình huống. Cho nên mới dám tranh luận như vậy, không ngờ các ngươi lại cố chấp như vậy người này nở nụ cười nhạt nhòa rồi gật đầu nói ta nguyên thanh một khi làm việc thì sẽ không hề sợ hãi hôm nay ta sẽ đưa hắn tới khu vực cổ quán thái sơ thì có làm sao ta xem ai dám ngăn cản ta sau khi mọi người biết được tên của hắn thì đều hít vào ngụm khí lạnh đây là một nhân vật hung ác tuy rằng đã sống rất nhiều năm thế nhưng cũng không tính là già nếu như lấy tính từ thái cổ tới hiện lại làm chục thời gian thì người này vẫn tính là thanh niên trai tráng nguyên thanh một cao thủ với đại danh sáng loá khi còn rất trẻ đã tu ra tiên khí sau khi tích lũy vô số năm thì thực lực tăng mạnh kinh khủng vô cùng người ở nơi này hát miệng lưỡi không hề nói được lời nào người này luôn luôn ngang ngực ngông cuồng cơ bản sẽ không vì những lời khuyên can của đám tiểu bối mà thay đổi ý định chỉ là một tên thánh tế cảnh mà thôi cũng không phải là chuyện trọng yếu gì mà lại sử dụng một lần truyền tống trận cổ này đây chính là phá hoại quy tắc cần phải trách phạt nguyên thanh vung lên ống tay áo rồi đánh bay những thiên tài này ra ngoài cuồng phong gào thét cắt bay đá chạy chỉ trong chớp mắt thì những người này đã rời khỏi mấy vạn dặm những người này đều căm giận thế nhưng cũng không thể thay đổi được gì đi thôi chúng ta hãy về gia tộc của mình rồi cố gắng giúp hắn một tay đừng có qua loa làm gì có người nói ý tứ rất rõ ràng bọn họ biết hy vọng kia quá xa vời dù sao nguyên thanh kia cũng không phải là hạng người bình thường không có bao nhiêu người muốn đắc tội với hắn cũng không đáng vì một tên tu sĩ nhỏ nhoi ngoại lai mà không nề mặt với hắn nếu như vị huynh đài mà chúng ta kết bạn đã tu ra ba luồng tiên khí thì thiên phú chắc chắn siêu tuyệt nhanh chóng thông báo tới thư viện thiên thần nói không chừng có thể chuyển biến tất cả sẽ được người tới bảo vệ có người nói tiếp đó từng người nhanh chóng rời đi nơi đây trở nên yên tĩnh Nguyên Thanh nhìn Thạch Hạo rồi hờ hững cười, nói ta làm việc luôn thẳng thắn, lúc này, ngươi tốt nhất tới dạo chơi cổ quáng thái sơ một lần đi. Hắn nhìn về phương xa rồi vỗ tay một cái. Ngay lập tức một sinh linh ba đầu sáu tay xuất hiện mang hắn tới khu cổ quáng. Thạch Hạo trước sau chẳng hề giải thích lời nào, hiện tại thực lực của hắn không bằng người ta. Cãi cọ cũng chỉ khiến bản thân tức thêm mà thôi. Thạch Hạo xoay người rời đi cùng sinh linh ba đầu sáu tay này được người nhờ vả áp chế ngươi mười năm khi bóng lưng của thạch hạo biến mất thì nguyên thanh âm trầm nói thế xin lỗi mười năm sau nếu như ngươi còn sống thì lại áp chế tiếp hắn bổ sung như vậy mười năm đối với một thiên tài đang quật khởi một cách nhanh chóng thì vô cùng quan trọng chỉ cần chậm một bước thì sẽ bị người cạnh tranh bỏ xa một khoảng lớn nếu như ở chỗ khác thì không đáng nhắc tới thế nhưng ở trong thư viện thiên thần thì lại cực kỳ trọng yếu Hết thảy những đạo thư tiên dược ở nơi đó đều tranh giành bằng thực lực, đặc biệt là những động phủ của tiên gia. Mỗi lần mở ra thì tiêu chuẩn đều có hạn cả, nên biết nếu bế quan ở những địa phương này thì đạt được chỗ tốt rất lớn, có thể tầm bổ tiên khí, rèn đúc thánh cốt tái tạo huyết nhục không ngừng lột xác. Nhưng, cạnh tranh lại càng kịch liệt hơn. Tiến vào thư viện thiên thần, nếu muốn chiến được những hoàn cảnh tu luyện tốt nhất thì đều phải cạnh tranh giành giật lẫn nhau. Nếu như người đứng ở thứ hạng càng cao thì thu hoạch càng phong phú, như vậy sẽ càng nhanh lớn mạnh. Mà ban đầu bị ép ở dưới cùng thì sau này chắc chắn sẽ rất yếu kém. Những thiên tài vừa mới tiến vào thư viện thiên thần, người mạnh nhất sẽ nhận được tư cách gột rửa ở trong hoàng huyết trì. Nhận được lợi ích vô cùng to lớn thế nhưng ngươi đã tới muộn và rồi lại áp chế ngươi 10 năm thì ta xem ngươi làm cách nào để bứt phá. Lời nói đầy lạnh lẽo của Nguyên Thanh vang lên. Hắn biết Thư viện Thiên Thần muốn bồi dưỡng nên vài hạt giống hiếm có cũng không phải là đối xử bình đẳng mọi người như nhau, nếu như thời gian bị kéo dài thì chênh lệch sẽ càng kinh người hơn. Thiên địa đã thay đổi, có một vài pháp môn, thần thông muốn tu luyện thành công thì không chỉ cần có thiên phú để tu hành, mà còn phải có lượng lớn tài nguyên tiên đạo. Những lời này đều theo gió tản đi cả. Vô Lượng Thiên, bên trong một khu thần thổ, bảo quang ngút trời, dáng lành vạn tia từ xa nhìn lại thì nơi đó cuồn cuộn long khí tiên vụ ngập tràn, cảnh tượng kinh người không cách nào diễn tả hết, vừa nhìn đã biết là nơi động phủ của tiên nhân rồi. Gần đây mọi người đều biết, Thư viện Thiên Thần đã được xây dựng ở Vô Lượng Thiên, đây là một việc trọng đại và đã gợi nên náo động không hề nhỏ. Nên biết những việc liên quan tới Thư viện Thiên Thần thì đều đã lưu truyền khắp nơi cả, nhiều năm trước đã có người biết được rồi. Cửu Thiên Thập Địa rất nhiều đại nhân vật liên hợp hồng kiến tạo một tòa thư viện, bên trong sẽ để một lượng lớn kinh thư cùng với bí pháp tuyệt thế. Thậm chí có cả bí thuật tiên đảo. Đây là kết quả mà khắp nơi hợp lại, muốn bồi dưỡng nên trí tôn vô địch. Vì thế bọn họ đã tốn rất nhiều tâm lực thu gom các loại kinh thư, còn có các loại hoàng huyết để xây nên tiên trì, còn có cả động phủ của trường sinh giả. Đương nhiên, còn có vài người mạnh mẽ nhất trong cửu thiên thập địa sẽ tới đây giảng đạo tất cả những việc này đều được bố trí hợp lý cả chỉ thiếu mỗi việc thông báo mở ra thư viện thiên thần mà thôi mà thư viện lần này sẽ được xây dựng ở vô lượng thiên đương nhiên đây cũng xem như là một việc trọng đại chấn động khắp đất trời gần đây trong thánh thổ mà thư viện thiên thần xây dựng có không ít cao thủ ghé thăm không cách nào yên tĩnh được một vài thế lực gia tộc cổ xưa trong vô lượng thiên đều nghĩ mọi biện pháp hỏng đưa một ít đệ tử của mình vào trong muốn thư viện ưu tiên cho tộc của mình đáng tiếc thư viện thiên thần rất nghiêm đệ tử được tuyển chọn sớm đã định không hề du di cho bất kỳ ai hả bọn họ xuất quan rồi những gợn sóng tinh khí sinh mệnh thật là mạnh bên trong thư viện thiên thần có người hâm mộ nhìn về linh sơn nơi xa nơi đó có huyết quang dựng thẳng có gợn sóng tinh khí chập chờn bọn họ biết người có tư cách tiến vào hoàng huyết trì đã công hành viên mãn và đi ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết. Người này đã đạt được lợi ích vô cùng lớn. Đáng tiếc vốn còn có một người nữa chắc chắn xuất này, thế nhưng lại vô duyên với tư viện thiên thần, đã bỏ lỡ rồi. Những người này đều gật đầu, ai cũng biết đó là Thạch Hạo, với tư chất của hắn thì sau khi tới đây chắc chắn sẽ có một vị trí vô cùng trọng yếu. Thạch Hạo cũng không hề ra sức dãy dụa, bởi vì hắn đã bị phong tòa tu vi hơn nữa sinh linh ba đầu sáu tay này cũng rất mạnh hắn không cách nào đối phó được sinh linh này cả người đều là vải bạc ngay cả khuôn mặt cũng là thế dường như là một ma thần được tạc từ đá tinh lực ẩn giấu khiến người khác cảm thấy khó chịu thời gian không lâu sau thì bọn họ đi tới một nơi trong hư không nơi đây có một chiếc thuyền lớn đang đỗ lại đây là thứ cần dùng để vượt qua trời cao có thể tưởng tượng được đường xá tới đó xa xôi cỡ nào chỉ là thạch hạo cảm thấy có gì đó là lạ sau khi tới nơi này thì sinh linh màu bạc ba đầu sáu tay này lại đưa hắn lên thuyền tiếp đó nhận một ít thiên tài địa bảo từ trong tay một cường giả khác rồi xoay người rời đi cũng không phải chính tên sinh linh ba đầu sáu tay này đưa hắn tới cái gọi là khu vực cổ quáng thạch hạo phát hiện mình tựa như là món hàng giao dịch sau khi nghĩ tới tình huống này thì kim quang trong con ngươi của thạch hạo tăng mạnh là bị người khác bán rẻ Đúng là chuyện đáng tức giận mà, vừa mới tới vô lượng thiên mà hắn đã gặp phải kiếp nạn như vậy rồi, lại còn trở thành món hàng của người khác. Rõ ràng, chiếc thuyền màu đỏ thắm này có vấn đề. Nó dài tới vạn trượng và to lớn bao la, toàn thân màu đỏ thẫm như được quét đầy máu tươi. Vẻ ngột ngạt lan tỏa cùng với mùi vị của huyết sát. Hình đã như vậy thì cũng có thể đoán được phần nào phong cách của chủ nhân, chiếc thuyền lớn này đỏ sẫm như máu và mang theo sát cơ nồng đậm hiển nhiên chủ nhân của nó cũng không phải là hạng tốt lành gì. Rất nhanh thì hắn biết được đây là một chiếc thuyền hải tặc tràn ngập tội ác, nó di chuyển trong tinh không vũ trụ và có tiếng tăm vô cùng xấu xa. Thạch hạo nín nhịn một luồng tức giận, vừa mới tới cầu thiên mà đã gặp phải chuyện như vậy, lại bị người khác bán cho kẻ ác trở thành tù nhân. Thuyền hải tặc màu máu rất nổi danh ở vô lượng thiên chủ thuyền là một cao thủ vô cùng ghê gớm thực lực mạnh mẽ lấy sát phạt làm chủ ngang dọc trong thiên địa mà vẫn nhỡn nhơ chưa hề bị người khác tiêu diệt trên thực tế chiếc thuyền hải tặc này làm việc ác không bị gì cũng bởi vì có quan hệ với một vài thế lực lớn có lợi ích nhóm với những nơi này ví như nó thường xuyên vận chuyển những nô lệ có tu vi bất phàm tới khu vực cổ quáng thái sơ và rồi bán cho những thế lực lớn để khai thác thần liệu trên thuyền có rất nhiều người đại thể đều là nô lệ Bị giam giữ ở một vài khu vực đặc biệt Thật bất hạnh khi Thạch Hạo lại trở thành một thành viên như bọn họ Vẻ mặt của những người này dại ra tựa như đã mất hết tinh thần Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình vẫn tính là may mắn Ít nhất vẫn còn phấn chấn lạc quan Không có vị dần và tới mức chán trường Chỉ là rất nhanh sau đó có một ông lão tặng cho hắn một đà kích đầy nặng nề Nói người trẻ tuổi dáng thả lòng người đi Sau khi tiến vào quán kia thì sẽ tử vong bất cứ lúc nào đó thuyền đỏ đậm khởi hành, mục tiêu là vực ngoại. Bởi vì cái được gọi là cổ quáng thái sơ kia nằm ở trên vòm trời. Từ lâu đã tiến vào vực ngoại, gần kề với một vài ngôi sao lớn. Ngoại trừ đường xá xa xôi thì trên đường đi còn có hàng loạt trận pháp cần phải né tránh cẩn thận. Cho nên thuyền đỏ đậm này không thể phóng đi với tốc độ nhanh được. Vực ngoại, u tối mà lạnh lẽo, đó là một nơi dù có ánh sao chiếu sáng nhưng vẫn rất là hoang vắng không thể không nói khu vực này rất đáng sợ hàng loạt hài cốt đều trôi nổi trong vũ trụ tối tăm vô cùng kinh người ngoài ra thi thoảng sẽ có thiên thạch vụt qua đương nhiên nguy hiểm nhất là những binh khí đại kỳ vỡ nát tất cả đều là những thứ còn sót lại trong cuộc đại chiến cổ đại mặt trên chúng còn lại những trận pháp không đầy đủ vì vậy khu vực này rất đặc biệt nên cần phải cẩn thận một khi gặp bất chắc thì sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục trước đây từng xảy ra một chuyện tương tự một vài thuyền lớn tùy ý đi qua nơi này và kết quả là có nổ tung có bị truyền tống vào nơi sâu nhất trong vũ trụ từ đó về sau không còn xuất hiện nữa mấy ngày sau thạch hạo khá là kinh ngạc chiếc thuyền đỏ sẫm này chợt giảm tốc độ chứ không dám lướt nhanh như trước nữa nó đang cẩn thận né tránh rất nhiều pháp khí vỡ nát vù 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 cách đó không xa một cây cờ nhỏ rung lắc rồi phát ra gợn sóng đánh nát một ngôi sao thành bột mịn việc này liền thu hút sự chú ý của một vài người nơi đây chẳng khác nào là một khu phế tích với hàng loạt thứ đồ rác rưởi thế nhưng lại rất khó xây dưa thứ nào cũng có thể thành đại sát khí cả nhưng người bên trên thuyền đỏ sậm này cũng chẳng hề thèm khát gì cả bởi vì từng có bài học về máu diễn ra từng có người muốn thu lấy những phế tích này hắn chỉ vừa mới đi tới thì đã kích phát trận pháp khiến bản thân tan xương nát thịt những thứ này tuy rằng đã tôi nổi trong hư không vũ trụ vô tận năm tháng thế nhưng vẫn có tính nguy hiểm nhất. Định, đặc biệt khi đụng phải thì sẽ khiến chúng bùng phát. Vốn nơi đây là một sát trận được một vị cường giả cái thế bố trí, được gọi là chém thần diệt tiên, một mình chống lại tất cả mọi người. Không gì là không dám, cho nên mới hủy hoại nơi này tới mức này, chỉ để lại những thứ nát bấy của sát trận. Đang lúc nói chuyện thì nơi xa có một chiếc thuyền đang lao tới. Lúc này người trên thuyền nhìn thấy một hạt châu đang phát sáng thì chợt xuất thủ hòng đoạt lấy. ầm um, kết quả, người trên thuyền đỏ sậm này đều khiếp sợ. Chiếc thuyền nơi xa đó nổ tung và hóa thành bột mịn, tất cả mọi người đều chết sạch chôn cùng với nhau. Đây là một khu bị nguyền rùa, bất kỳ ai cũng đừng nghĩ tới việc cướp lấy những thứ nơi này. Nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân, bên trên thuyền đỏ sậm này có người cảm thán, rốt cuộc thì cũng đã tới, đã tiếp cận mục tiêu. Đó là một hành tinh rất lớn và cũng rất hoang. Chẳng hề có thảm thực vật, khắp nơi là đất cát còn có những cháy đen. Từ trên nhìn xuống, hành tinh này rất xấu xí, không một ngọn cỏ, thiếu vắng sức sống, hết thảy đều là vẻ khô cằn. Cổ Quáng Thái Sơ nằm ở trên hành tinh đó. Nghe đâu thứ này vốn nằm ở bên trên vô lượng thiên thế, nhưng bởi vì thu hút quá nhiều tu sĩ tới, hàng năm có rất nhiều người bỏ mạng kể cả anh kiệt các tộc. Cuối cùng các giáo bất đắc dĩ thương lượng, các đại nhân vật chung tay hiệp lực luyện hóa cả lãnh thổ thuộc khu cổ quáng này thành một hành tinh rồi đưa tới vực ngoại. Đương nhiên, trong lúc này bọn họ cũng chẳng hề dám đụng tới cổ quáng này, chỉ là mang toàn bộ thổ địa có phạm vi 10 vạn dặm luyện hóa thành hành tinh mà thôi. Tất cả mọi người đều biết, hành tinh này rất đặc biệt cho nên không ai dám tới tìm hiểu, bởi vì nơi này có quá nhiều điều không thể lường trước được. Rốt cuộc thì cũng đã tới thuyền đỏ sậm hạ xuống gần hành tinh này. ầm! đột nhiên, hư không run rẩy đất núi rung chuyển, tinh không như cộng hưởng theo. Hỏng rồi, người trên thuyền đỏ sậm hét lớn, dù là chủ nhân của chiếc thuyền cũng xuất hiện, cả người được thần vụ vờn quanh. Thần thể hắn khẽ run rồi dùng mọi khả năng nhanh chóng điều khiển bảo thuyền rời đi. Nơi đây xảy ra dị biến, khí thế khủng khiếp phà bên trên thuyền đỏ sậm đều khiếp sợ. Tựa như đang đối mặt với địa ngục kề sát bên tử vong vậy, hành tinh kia khiến người khác cảm thấy chuyện chẳng lành. Vào lúc này, rất nhiều người, kể cả Thạch Hạo đều nhìn thấy được hình ảnh khó quên suốt cả đời, từng người ngây dại sững sờ. Bên trên hành tinh đó có một cổ quáng dâng lên khí lành, làn khí lành này ảnh hưởng tới những hành tinh xung quanh, hình thành nên một tràng vực rộng lớn vô biên. Nó tựa như đang hô hấp đồng thời lại như đang ẩn núp từng gợn sóng không ngừng tản ra và bao trùm chư thiên. Đó chắc chắn là cổ quáng Thái Sơ à, âm thanh của nhiều người run rẩy, bên trên hành tinh lớn này có một tiên quáng với cảnh tượng như vậy, thật là kinh người. Cổ quáng lại hồi phục, chúng ta quá xui xẻo, lại gặp phải cảnh tượng hít thở tinh khí đất trời của nó. Chủ nhân của thuyền đỏ sậm nói, rất nhanh thì mọi người đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Cổ quáng đó đang nhanh chóng tiến hóa, ban đầu thì tiên quang lấp lánh, tới hiện tại thì trở về với nguyên trạng, thi thoảng sẽ hình thành một cái hố đen. Trời ơi, có hành tinh đang rớt xuống kìa." Có người hét lên, khi cổ quáng Thái Sơ biến thành tối đen thì nó tựa như là một hố đen trong vũ trụ, không ngừng nuốt lấy hành tinh ở tám hướng. Mạnh mẽ và khủng khiếp, nếu so sánh với cả hành tinh Thái Sơ thì cổ quáng này thật sự không lớn, thế nhưng nó lại đang nuốt lấy rất nhiều hành tinh khác. Trong lúc nhất thời bầu trời trẻ nên sáng rực, hành tinh to lớn không ngừng vẽ nên từng đuôi ánh sáng muôn màu tiến vào trong miệng hố đó chuyện này khiến người khác không cách nào tưởng tượng nổi được. Tất cả mọi người đều ngây dại, mỗi người đều ngẩn ngơ, cảnh tượng này quá đáng sợ. Chỉ có mỗi chủ nhân của thuyền đỏ sậm vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, bởi vì hắn từng nghe qua, đó là lúc cổ quang đang thức tỉnh, là đang bổ sung tinh khí cho bản thân. Cần phải nuốt lượng lớn những hành tinh khác, chuyện này quá bất hợp lý. Mọi người vừa sợ hãi, vừa cảm thán như vậy. Thạch hạo mở ra thiên mục để quan sát thật kỹ cổ quáng đó tựa như đang hô hấp. Lúc hút khí thì từng hành tinh ở vực ngoại lao nhanh tới và bị nó hấp thu, khí lành dâng trào, ánh sáng lung linh lan tỏa. Rốt cuộc thì thuyền đỏ sậm cũng trốn được tới nơi an toàn. Cũng chủ yếu bởi vì chủ nhân của nó đủ mạnh nên gắng gượng rời đi. Sau mỗi lần cổ quáng thái sơ diễn ra chuyện dị thường thì sẽ yên bình trong thời gian rất lâu, lần này quả đúng là vận may. Các ngươi cũng có thể sẽ tìm được một vài viên đá sinh mệnh đó chủ nhân của thuyền đỏ sậm nhìn về phía một người rồi nói thế. Rốt cuộc cũng không biết đã trôi qua bao lâu thì cổ quáng thái sơ bình tĩnh trở lại, không còn hút thụ hành tính nữa. Được rồi, chúng ta có thể quay lại. Chủ nhân của thuyền đỏ sậm nói. Thuyền lớn vút tới, từ từ hạ xuống hành tinh lạ này, sau cùng là yên ổn hạ lên trên mặt đất. Cùng lúc đó. Một vài thuyền lớn khác cũng xuất hiện và hạ xuống hành tinh này, đều là những tu sĩ khi vừa thấy nguy hiểm đã rời đi ngay lập tức. Lúc này tất cả đều chạy tới. Nơi đây có không ít nhân mã của một vài thế lực lớn cũng là đào các loại trí bảo gần cổ quáng này mà thôi. Mới vừa rồi các ngươi đã nhìn thấy đó, là cổ quang đang thức tỉnh, bên trong có đông đảo bóng hình đầy kinh khủng, mỗi một bóng hình đều kèm theo hỗn độn, mạnh mẽ tuyệt thế. Tại sao lại có nhiều người như vậy? rất nhiều sinh linh bên trên thuyền đỏ sậm cũng là lần đầu tiên tới hành tinh thái sơ này nên cũng không biết rõ ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên đều là thi hài và được tẩm bổ tinh khí sinh mệnh quanh năm suốt tháng lúc này đã thông linh cả sai đều là những vị tiên vương được chôn vùi bên trong có thể có vạn vật thổ bảo vệ vạn vật bất hù sau ngàn đời thì lần nữa trở lại bọn họ đang phục sinh cũng không chừng mọi người bàn luận ai nấy đều giật mình tiên vương Chủ nhân của thuyền đỏ sậm cười khẩy, lắc lắc đầu nói, độ xa xưa của cổ quán này không cách nào tưởng tượng nổi, ở Kỳ Nguyên Tiên Cổ thì đã có người biết tới. Tới Kỳ Nguyên này thì bị người đào bới. Sau khi nghe hắn nói thế thì sắc mặt mọi người chuyển khác thường, cao thủ của một vài thế lực lớn thì càng khác lạ hơn. Bởi vì, những người này biết được một vài bí ẩn, có suy đoán rằng sự đáng sợ của cổ quán xa xưa này nằm ở các cổ thi, khả năng còn xa hơn hơn cả Kỳ Nguyên Tiên Cổ. Tiên khí vào lúc này chợt có người hét lên đầy khiếp sợ ở cửa vào của cổ quáng nơi xa tràn ngập từng làn tiên vụ khí thế thánh khiết vô cùng tản ra từ trong miệng cổ quáng tất cả mọi người đều đỏ rực cả mắt nơi này quá thần bí nếu như có thể tu hành ở trong thì không cách nào tưởng tượng nổi tạo hóa quá to lớn tiền khí lượn lờ làm tăng mạnh vẻ mờ ảo và to lớn của cửa vào hầm mỏ cảnh tưởng hấp dẫn không ngừng xuất hiện hả hình như có tiếng hát có cao thủ hoảng sợ ngay lập tức lạnh toát cả ra đầu không cách nào tin tưởng được sau đó những người khác cũng nghe thấy bên trong hầm cổ xưa này vốn rất yên tĩnh thế nhưng nay tại truyền tới giai điệu ca khúc tuy rằng không rõ ràng thế nhưng tuyệt không phải là hư ảo một cô gái với giọng hát trong trẻo dù dương uốn lượn vô cùng êm tai thế nhưng lại mang theo vẻ thê lương trong nhất thời một mỹ nhân tuyệt đại xuất hiện trước mắt mọi người nàng bước trên nguyệt quang tuyết y phấp phới dáng vẻ tuyệt thế bên trên người nàng có những ánh đao bóng kiếm có anh hùng chém giết có hào kiệt cái thế bỏ mạng ngã vào trong vũng máu mọi người chiến đấu vì nàng tranh giành vì nàng là ảo giác à đừng nói là những người khác dù cho là chủ nhân của thuyền đỏ sậm cũng hoảng sợ không thôi hắn khẽ lắc mạnh đầu rồi có ép bản thân thoát khỏi tiếng hát đó hắn phát hiện bản thân sớm đã toát mồ hôi lạnh chiến y ướt sũng lúc này mới khó khăn phục hồi lại thần giác thoát vây ra khỏi tâm tình khó tả kia Chuyện này quá khủng khiếp, mạnh như hắn, ngang dọc vô lượng thiên, khó gặp đối thủ thế nhưng hiện tại lại tựa như là một thiếu niên lạc lối. Bị tiếng hát của một người làm cho nỗi lòng xốn xang khó dứt ra được. Những người lãnh đạo của các thế lực khác cũng dựng đứng lông tóc, ai nấy đều chảy dài mồ hôi lạnh. Cũng may là tiếng hát tuy kỳ dị nhưng vẫn không có thương tổn tới những người nơi này, dù cho bọn họ đã rơi vào trong cảnh lạc lối, không biết bản thân là ai. Thật kinh người, có người thở than. Chỉ một khúc hát du dương cũng không phải có người từ trong cổ quán Thái Sơ ra ngoài thế nhưng lại khiến cho người khác tựa như rơi vào một cảnh giới kỳ lạ. Nhìn thấy từng hình ảnh trông rất sống động. Ta thấy một cô gái mặc áo trắng, chắc chắn không phải là ảo giác, hồi nãy các ngươi có nhìn thấy không thế? Một đại cao thủ hỏi. Trên thực tế, cổ quán này rất an lành, tiên khí ngập tràn. Chẳng hề có cô gái xinh đẹp nào xuất hiện, hết thảy đều là cảm giác kỳ lạ của mọi người mà thôi ừ ta cũng thấy một mỹ nhân quyến rũ tuy rằng không thể nhìn rõ thế nhưng chắc chắn rằng đó là người con gái đẹp nhất từ thiên cổ tới giờ có người mê muội nói chuẩn ta cũng thấy nàng bước trên ánh trăng rất nhiều anh hùng nguyện chết vì nàng có người bổ sung vẻ say mê tràn ngập cao thủ nơi đây đều trầm mặc một cổ quáng bên trong có cổ thi nhưng tại sao lại xuất hiện người còn sống phàm là cao thủ siêu cấp đều cứng họng cảm thấy nơi đây càng ngày càng kỳ lạ thần bí khó lường ban nãy thạch hạo cũng thấy được kỳ thực chẳng hề có ai xuất hiện cả chỉ là tiếng hát êm tai kia đã thể hiện ra những dấu vết khiến người khác cảm thấy rất chân thực mà thôi tất cả mọi người đều biết cổ quáng thái sơ là cấm địa phàm là ai đặt chân vào thì chính cửu tử nhất sinh trừ phi có cơ duyên vô cùng to lớn thì mới có thể toàn mạng trở về nhưng trước giờ cũng chưa từng thấy ai còn sống cả đều trở thành những bộ cổ thi đừng nói là bên trong cổ quán này còn có tịnh thổ nào đó mà chúng ta chưa phát hiện ra còn có một vài khu vực không hề hay biết có người với thần sắc nghiêm túc nói chuyện này không phải là không có khả năng huống hồ những người may mắn sống sót trở lại vừa nãy cũng liếc nhìn về phía này một chút họ không cách nào nhìn thấu được vẻ huyền bí bên trong cổ quán này quá nửa là có người phục sinh rồi. Một đại nhân vật nói, cảnh tượng vừa nãy không phải là cổ thi thông linh. Không hề có chút khí thức tử vong nào, dị tượng của cổ quáng này hoàn toàn khác với những gì ghi lại trên cốt thư. Lẽ nào có tiên vương được mai táng trong vạn vật thổ và hiện tại đã thức tỉnh? Có người run rẩy đoán, rốt cuộc tất cả đều bình thường trở lại, tiếng hát biến mất tiền khí tản ra từ trong cổ quáng cũng thu lại, từ xa nhìn lại thì nó đã trở lại vẻ tăm tối như xưa. Hầm cổ sâu thăm thẳm, không ai dám tới gần. Tới bước này thì toàn bộ các cao thủ đều cảm thấy sợ hãi, nếu như trong cổ quáng này có sinh linh với tâm trí hoàn hảo, không phải là cổ thi có chút bản năng. Vậy, sẽ vô cùng khủng khiếp. Trước tiên, cao thủ nơi này tụ lại một nhóm, lo sợ sẽ gặp phải sự cố gì đó hành tinh thái sơ trong lúc này rơi vào trong vẻ hỗn loạn cũng may là người điều hành còn sót lại của các thế lực lớn vất là bình tĩnh nhanh chóng kiểm soát lại tình thế tiếp đó sau khi bọn họ quan sát mấy ngày thì nhận thấy không còn vấn đề gì nữa cũng không có xuất hiện bất cứ biến hóa không tốt nào nên mới thở phào một hơi ngay cả thuyền đỏ sậm cũng sớm cất cánh đã lên đường rời đi cùng ngày trong nhóm thạch hạo có tới tám chín vạn người đều là những nô lệ bị bán cho các thế lực lớn này, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn nào thì sẽ đào thần liệu cho tới chết mới thôi. Sắc mặt của hắn chẳng có chút nhăn nhó mà giữ vững vẻ im lặng. Trong lòng hắn hiện lên từng luồng sát cơ với tên Nguyên Thanh kia, không ngờ kẻ này lại đối xử với hắn như thế. Sau khi thuyền đỏ sậm rời đi nhiều ngày thì Nguyên Thanh nhận được tin tức sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước. Áp chế người 10 năm, xem ra ta vẫn hơi lo xa cổ quáng thái sơ xuất hiện điểm kỳ lạ thì thế lực nơi đó chắc chắn sẽ càng thăm dò kỹ hơn. Tốt nhất ngươi nên tự chăm sóc bân thì hơn. Nguyên Thanh lẩm bẩm, hắn được người khác nhờ và áp chế thạch hạo 10 năm thế nhưng sau đó lại cảm thấy như thế không bằng giết luôn cho xong. Chỉ là hắn sợ sẽ có người tra xét rồi nói này nói nọ, lúc đó sẽ rất khó qua cửa ải này, tuy rằng hiện giờ cũng hơi quá đáng thế nhưng cũng hơi hợp lý chút xíu. Nửa tháng trôi qua đám người thạch hạo bị canh giữ rất nghiêm ngặt, mỗi người đều bị bố trí cấm chế. Nơi này tuy rằng gần 10 vạn nô lệ thế nhưng lại được chia nhỏ ra để bán, hắn cùng với mấy ngàn người bị bán cho một gia tộc cổ xưa để đi đào thiên tài địa bảo cho bọn họ. Tuy rằng trên người đã có cấm thế nhưng những gia tộc cổ xưa này cũng sẽ không hề tin tưởng cho nên bố trí cấm chế thêm lần nữa. Đương nhiên, bọn họ cũng không mời cao thủ tới phong ấn từng người làm như vậy quá tốn thời gian mà dùng món pháp khí đặc biệt để khống chế những người này ví như hiện tại tới lượt thạch hạo đầu tiên là hắn bị đeo lên gông xiềng tiếp đó có người dùng một khối đá kỳ lạ dò xét tiềm năng cùng với sức chiến đấu của hắn lập tức khối đá này liền phát ra ánh sáng rực rỡ ồ nhặt được đồ quý rồi tên nô lệ này rất mạnh chẳng hề bình thường có người kinh ngạc thốt lên nên thu hút sự chú ý của cao tầng nơi này bọn họ dùng khối đá kỳ lạ này để tra xét thực lực cùng tiềm năng của một người tuy rằng không phải rất chính xác thế nhưng cũng gần gần như vậy khối đá kỳ lạ này tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến một đám người kinh ngạc nhiều năm rồi bọn họ cũng chưa từng thấy ai như vậy huống chi lại là một tên nô lệ bất ngờ thật mua một tên nô lệ không ngờ lại hốt được một hạt giống tốt như thế răng rác rất nhanh khối đá kỳ lạ này vỡ nát hào quang từ cơ thể của thạch hạo lao ra đánh nát thứ này thành bột mịn. Việc này càng khiến người giật mình hơn, rầm rầm. Mọi người của gia tộc cổ xưa này đều xông tới, tiếp đó mệnh lệnh phong tỏa tin tức không để người khác biết được. Không xong, ngay cả đá giò xét cũng nổ tung. Tên nhóc này hơi yêu nghiệt đó. Đi lấy đá bảy màu lại đây, xem thử tiềm năng của tên này lợi hại tới mức nào. Ánh mắt của người này trở nên nóng bỏng không có đá bảy màu sớm đã dùng hết rồi trong thời gian ngắn không thể tìm được có người trả lời thạch hạo nghe bọn họ trao đổi thì cũng chẳng hề lên tiếng chỉ thờ ơ đứng nhìn người trẻ tuổi người tên gì đế thạch hạo đáp đám người ngơ ngác nhìn nhau cái tên này quá bá đạo vậy mà cũng dám đặt cho mình dám dùng cái tên này luôn à chỉ một chữ đế ha ha có người nói rồi nhìn hắn, mặc kệ là tên thật hay tên giả, cũng chỉ là một biệt danh mà thôi, chúng ta cũng lười truy xét làm gì. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi là đệ tử của giáo nào, có lai lịch ra sao? Thở nhỏ sống trong vùng hoang vu rộng lớn, vừa vào đời thì bị người khác lừa rồi bán đi." Thạch Hạo chẳng chút cảm xúc nói, "Nói dối, nói rõ lai lịch của mình đi." Có người quát lên, đồng thời một ông lão vung tay muốn đặt vào mi tâm của Thạch Hạo để tìm hiểu biển ý thức đọc lấy ký ức của hắn. Thạch Hạo trợn tròn mắt sẽ bị nhìn thấy hết sao, hắn không muốn mọi bí mật đều bị lộ sạch. Thậm chí một vài bảo thuật trí cường của mình sẽ bị người khác đoạt đi. Ồ, một lát sau, ông lão này cuống quyết thu tay lại. Bởi vì lão vừa mới vận chuyển cốt văn thì mi tâm của Thạch Hạo bắt đầu dạn nứt máu đỏ ứa ra. Có cấm chế, một khi thăm dò thì nguyên thần sẽ nổ tung vẻ mặt của người khác đầy u ám nói đây chính là cấm chế trước đây thạch hạo tự bố trí cho mình dùng liễu thần pháp phù văn lôi đế dấu vết côn bằng để tạo thành hắn học theo những hung thú thái cổ khác vì để bảo vệ truyền thừa không bị tiết lộ ra ngoài nên bố trí cấm chế trong nguyên thần dù trở thành tù binh cũng không cần lo lắng đương nhiên việc này cũng có ý nghĩa rằng nếu người khác mạnh mẽ tìm kiếm thì thần hồn của hắn sẽ nổ tung cứ thế chết đi những người này dừng tay không tiếp tục được nữa người trẻ tuổi tốt nhất để thể hiện ra giá trị của mình xem thử có sự khác biệt ra sao nếu không cũng chỉ trở thành một tên nô lệ bình thường và bỏ mạng trong hầm mỏ mà thôi một người lên tiếng cởi gông xiềng ra thạch hạo bình tĩnh đáp những người khác cũng rất dứt khoát bọn họ đều là cao thù có cả nhân vật cấp giáo chủ tọa trấn nên cũng không sợ hắn thay đổi được gì Thạch hạo sau khi khôi phục thì liền tản ra một luồng tiên khí vờn quanh thân thể, khí tức an lành lan tỏa, sức mạnh khuếch tán. Hít, những người này hút vào hơi khí lạnh, người trẻ tuổi này sao lại mạnh như thế chứ, việc này đã khiến bọn họ chấn động không thôi. Tu ra tiên khí tư chất bực này cũng chẳng phải hạng đơn giản. Hẳn là có thể tiến vào thư viện thiên thần rồi. Một ông lão than thở. Chỉ có một luồng tiên khí thôi à, dù có tiến vào thư viện thiên thần cũng khó mà tranh bá được tên còn lại lắc đầu. Hắn là đệ nhất cao thủ ở khu cổ quáng của tộc này. Thạch Hạo không chút trần chờ, hiện giờ hắn cần phải thể hết ra thực lực của bản thân thì mới có thể thu hút sự quan tâm của bọn họ. Nhờ đó sẽ được coi trọng và thoát vây. Luồng tiên khí thứ hai lan tràn thế nhưng có chút mờ ảo chứ không hề ngưng tụ hoàn toàn là do hắn cố ý tạo nên. Tốt tốt tốt, những người này mừng rỡ. Bọn họ tuyệt không nghĩ tới, chỉ mua đại một tên nô lệ mà lại tuyệt diễm như vậy. Những người này nhìn nhau rồi lộ vẻ khác thường, thế nhưng Thạch Hạo không cách nào hiểu được, hào quang này chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt bọn họ. Hai luồng tiên khí, dù là ở vô lượng tiên cũng là hạng kinh tài tuyệt diễm, là kỳ tài vô cùng hiếm có, sẽ được các giáo bồi dưỡng và bảo vệ. Bởi vì, người như vậy nếu trưởng thành thì tương lai sẽ là đại cao thủ uy trấn thiên hạ người trẻ tuổi đế người muốn tiến vào thư viện thiên thần không một ông lão với vẻ mặt ôn hòa hỏi từng nghe nói qua nếu như có thể đi vào để mở mang kiến thức thì cũng được thạch hạo trả lời đúng mực à tiểu thư của bộ tộc ta cũng ở đó nếu như ngươi nguyện ý đi theo nàng thì cũng ta có thể cân nhắc đưa ngươi vào ông lão nói đi theo một cô gái thạch hạo ngẩn đầu cố làm vẻ xem thường ha ha có người nở nụ cười, nói, người trẻ tuổi, ngươi cho rằng tu ra hai luồng tiên khí thì sẽ vô địch thiên hạ à tiểu thư của bộ tộc ta chỉ cần giơ tay là có thể trấn áp được ngươi rồi. Nàng sẽ tranh giành lấy vị trí đệ nhất tiên tử vô lượng thiên, hiện giờ đạo hạnh đã tinh thâm. Ngươi không cách nào tưởng tượng nổi đâu, lẽ nào nàng ta đã tu ra ba luồng tiên khí thạch hạo hỏi. Còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của ngươi nữa, trong cơ thể tiểu thư có tiên huyết vô thường không chỉ là minh châu của bộ tộc ta mà ngay cả vô lượng thiên cũng sẽ là sáng chói nhất. Ông lão nói, trường sinh gia tộc, thạch hạo nhìn chằm chằm bọn họ. Hắn luôn cảm thấy cao thủ của bộ tộc này quá nhiều, chỉ một hầm mỏ mà lại có mấy nhân vật siêu phàm tỏa chấn, hiện giờ hắn có thể lý giải vì sao rồi. Ông lão cười cười, nói, năm xưa, bộ tộc ta từng có người là trường sinh, thế nhưng năm tháng đẳng đẳng qua đi, thủy tổ sớm đã chết trận rồi ông ta chẳng hề sâu nào gì cả, mặc dù có tiếc nuối, có không cam thế nhưng năm tháng có thể xóa tan tất cả, sự huy hoàng cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Nói thế, vị tiểu tỷ của tộc ông có thể gọi là đời sau của nhân tiên rồi, cũng coi như là một vị tiên tử danh xứng với thực. Thạch Hạo lên tiếng hỏi, trong mắt lộ vẻ khác thường. Ngày đó, lúc hắn tranh đấu với đám người lâm thiên thì bọn họ từng đề cập qua gia tộc như thế. Mà cô gái Lam Linh có cặp mắt màu xanh còn chế nhạo rằng, nếu như hắn đủ mạnh thì có thể giao thủ với tiên tử thật sự ở trong thư viện thiên thần, thậm chí còn có thể cưới làm vợ nữa. Lúc này, Thạch Hạo cảm thấy kỳ lạ, không nghĩ rằng lại có một gia tộc như vậy, hơn nữa còn gặp gỡ nhau trong tình huống như vậy, chỉ là địa vị của hắn quá thấp bé, chỉ là một tên nô lệ mà thôi. Nhóc con, chí hướng của ngươi không nhỏ, là tù nhân mà con mắt vẫn lấp lánh thần quang muốn chú ý với tiên kim bộ tộc ta hà nên biết tự lượng sức mình một vị trung niên chế nhạo ta không có ý định gì cả thạch hạo lắc đầu ha ha không có là tốt nhất có người gật đầu rồi nhìn về phía hắn nói chúng ta muốn đưa ngươi vào thư viện thiên thần chỉ là đã bỏ lỡ thời gian tuyển chọn rồi phải nghĩ biện pháp khác thôi dựa theo những gì bọn họ nói thì có thể mang thạch hạo rời đi thế nhưng thân phận lại có chút vấn đề cần phải dùng thân phận là người hầu của tiểu thư để gia nhập. Thạch Hạo vừa nghe thì mày liền nhíu lại, dùng thân phận người hầu để đi vào, việc này lại được chấp thuận à? Sở dĩ hắn lộ ra hai luồng tiên khí là muốn bộc lộ ra tiềm năng của bản thân, hy vọng có thể gây nên sự chú ý của bọn họ, khiến cho những người này coi trọng chính mình. Nhưng giờ lại dùng thân phận là người hầu để đi vào, đây là sỉ nhục tuyệt không thể thỏa hiệp. Thạch Hạo trầm mặc rồi cẩn thận suy nghĩ, từ khi tới Vô Lượng Thiên thì hắn luôn gặp khó khăn, trở thành tù binh, tù nhân và rồi nô lệ, thật sự vô cùng căm phẫn và uất ức. Thế nhưng, hiện giờ không cách nào giải tỏa được, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Người không muốn à, không cần để bụng làm gì. Một ông lão tiếp tục giải thích, đây chỉ là kế tạm thời, dựa theo bọn họ từng nói thì mỗi một đệ tử của thư viện Thiên Thần đều có thể dẫn vài người hầu vào trong thạch hạo dùng thân phận người hầu đi vào thì sẽ có cơ hội tỏa ánh sáng tới lúc đó có thể chính thức gia nhập vào thư viện thiên thần đương nhiên tiền đề là phải làm người hầu cho vị tiểu thư kia tuy rằng có thể thoát khỏi thân phận là người hầu thế nhưng không được phản bội phải cùng tiến cùng lui với tộc này trên thực tế hiện giờ có rất nhiều cường giả trẻ tuổi đang hành động trong thư viện thiên thần có động phủ tiên gia hoàng huyết trì bất kỳ nơi nào cũng đều là vận may lớn có thể giúp người khác thoát thai hoán cốt rất nhiều người dù chọn lựa làm người hầu của các đệ tử thư viện cũng chỉ để lại gần những nơi đó những người này đều là các thanh niên sơ đại mạnh mẽ nhất của các tộc ai cũng cam nguyện làm người hầu tạm thời thậm chí còn có những minh châu với nhan sắc tuyệt mỹ của các tộc chấp nhận thỏa thuận những việc như vậy đương nhiên trước khi tới thư viện thiên thần thì ngươi vẫn cần phải làm một chuyện có thể Lúc này chỉ có mỗi mình ngươi làm được." Một ông lão lên tiếng. Thạch Hạo không nói gì, hắn có thể cảm nhận được đây cũng chẳng phải là thiện ý vô duyên vô cớ gì, những người này coi trọng tiềm lực của hắn thế nhưng cũng sẽ không giúp đỡ một cách vô ích. Nói cho cùng, sự mạnh mẽ của hắn là để giúp đỡ vị tiểu thư kia, là bảo vệ thiếu nữ đó, biến hắn trở thành thủ hạ đầy mạnh mẽ cho cô gái ấy. Thư viện Thiên Thần cạnh tranh rất là mạnh, Minh Châu của bộ tộc ta cũng gánh chịu lấy áp lực cực lớn cần giúp đỡ và cần cơ duyên. Người của tộc này nói, thông qua những gì bọn họ nói thì Thạch Hạo hiểu được một chút tình huống của Thư viện Thiên Thần. Hiện giờ, Thư viện Thiên Thần là nơi tập trung các lộ anh kiệt đến từ cửu thiên thập địa tất cả đều vô cùng tiệt diễm, đều là những kiệt của của từng cổ giới. Không có bất kỳ ai là người yếu. Một đám thiên tài tụ lại như vậy, bất kể là hoàng tử hay là tiên tử đi nữa cũng sẽ cảm nhận được áp lực to lớn bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút là bị người khác đánh bại. Ở nơi đó, chậm tiến là mang ý nghĩa mất đi tài nguyên tiên đảo. Hoàng huyết trì, động phù tiên gia, trường sinh dược. Ngộ đạo đài, đều là những thứ ưu tiên cho người mạnh nhất sử dụng, người khác không cách nào tới lượt. Việc này sẽ thúc đẩy cường giả càng thêm mạnh mẽ hơn. Khoảng cách kéo dài càng lớn hơn. Thạch hạo cao màu lộ ra hàn quang, lúc này thì hắn cũng biết được mục đích của Nguyên Thanh là đang cố ý áp chế đẩy tới khu cổ quáng là để tiêu hao thời gian của hắn, chính là từ từ loại bỏ đi hắn. Hiện giờ, các thiên tài đều liều mạng, là thời cơ tốt nhất để quật khởi, kết quả hắn lại bị ế như vậy, bị đưa tới từ địa nơi này. Khiến cho hắn mất đi cơ hội cạnh tranh và vượt lên ở thư viện thiên thần. Chính xác dù hắn có sống sót trở lại thì cũng mất đi tư cách tranh cướp những kinh văn tiên dược niết bàn chỉ đó. Tâm tư của Nguyên Thanh quá ác độc khiến cho Thạch Hạo vô cùng tức giận. Vậy các ông muốn những gì thạch hạo rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi. Nơi mà vị tiểu thư kia cần, vậy khẳng định cho hắn, chống trả không bằng cứ thám thính. Nhìn xem thử bản thân có thể lợi dụng được hay không. Bên trong thư viện thiên thần đều là những màn tranh giành của các thiên kiêu. Hiện tại không chỉ riêng ở phương diệt tư chất mà còn là sự giúp đỡ sau lưng của tộc mình. Ông lão của tộc này nói ra trọng tâm của vấn đề bọn họ muốn thạch hạo tìm kiếm một viên đá sinh mệnh để đưa cho tiểu thư sở hữu tiên huyết của mình giúp nàng có thể tiến về trước có thể giành chiến thắng trong cuộc tranh giành giữa các thiên tài đá sinh mệnh thạch hạo lẩm bẩm hắn từng nghe qua thế nhưng cũng không biết công hiệu như thế nào hắn chỉ biết thứ này có thể giúp kéo dài sinh mệnh cho cấp giáo chủ trở lên đoạt lấy tạo hóa thiên địa là bảo vật vô giá người cũng không cần hiểu rõ làm gì chỉ cần có thể mang về một hai viên là có thể rời khỏi nơi này chúng ta sẽ đưa ngươi vào thư viện thiên thần ông lão nói đây chính là điều kiện của bọn họ muốn thoát khỏi thân phận nô lệ thì thạch hạo phải dùng thành ý để đổi lấy chính là đi đào đá sinh mệnh nếu người khác nghe thấy điều kiện này thì chắc chắn sẽ biến sắc nơi này có đá sinh mệnh thế nhưng lại vô cùng ít nhiều thì cũng chỉ có trong cổ quáng thái sơ nhưng ai dám đi vào Thạch Hạo hiện đang nghĩ tới thứ thiên tài địa bảo này chắc chắn có tác dụng lớn đối với hắn cũng như vị tiểu thư kia, như vậy đáng giá để đi thu gom. Hắn đã bỏ qua cơ hội ban đầu của thư viện thiên thần nên cần phải dùng những thứ khác để bù lại, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn truy đuổi theo. Mà nơi đây đáng để hắn mạo hiểm. Cổ Quáng Thái Sơ, nếu không có nguy cơ thì tuyệt đối là địa phương thích hợp nhất để tu hành, nơi này có tiên khí tràn ngập. Dù là những tịnh thổ khác cũng không cách nào so sánh được. Đương nhiên, nếu như có người biết suy nghĩ này của hắn thì chắc chắn sẽ cho là kẻ điên, có mấy ai đánh chủ ý vào cổ quáng chứ, ai dám tu hành ở nơi này. Việc này chính là không muốn sống nữa, người muốn đi đào đá sinh mệnh. Người của tộc này kinh ngạc vốn tưởng rằng sẽ cần phải thuyết phục cưỡng ép dụ dỗ Thế nhưng không nghĩ rằng Thạch Hạo lại đáp ứng nhanh như vậy. Nên biết các đời này, người dám mạo hiểm như vậy đều chết sạch, việc này rất khó thành công người đã tu ra hai luồng tiên khí là đồng nguyên với tiên vụ trong khu cổ quáng ấy cho nên sẽ an toàn hơn người khác nhiều cũng không cần quá lo lắng người chính là người thích hợp nhất để đi đào đá sinh mệnh một vị trung niên cổ vũ ta cũng không cần nghe những lời nói an ủi này đâu xin hãy cấp cho ta những bí bảo tương ứng toàn bộ những ngoại vật cần thiết hãy chuẩn bị đầy đủ thạch hạo nói nếu đã trốn không được Nguyên Thanh đã đẩy hắn tới đây thì chắc chắn những người này sẽ không tha cho hắn, không bằng cứ mạo hiểm một phen. Người trẻ tuổi, người rất xông xáo, ta rất xem trọng tương tai của ngươi. Mai này nếu như đủ kinh diễm thì rất có khả năng sánh vai cùng với Minh Châu tộc ta. vào lúc ấy rõ ràng ông lão này đang tung bánh vẽ, đang vỗ vũ Thạch Hạo thậm chí không tiếc thả cái gọi là mồi câu. Nhưng lão đã nghĩ lầm, Thạch Hạo ngay lập tức chặn đứng, nói xin hãy chuẩn bị những thứ kia đi vài tên cao thủ ở nơi này lộ vẻ lúng túng thế nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường thẳng thắn tiểu hữu là một người thoải mái những thứ khác ta cũng chẳng nói nhiều làm gì nữa lập tức chuẩn bị mọi thứ cho ngươi bọn họ mở gông xiềng cho thạch hạo mở ra cấm chế trên người thế nhưng lại có một ông lão lấy ra một chiếc kim cương trác muốn mang lên trên đầu thạch hạo đây là bí bảo của tộc này, một khi mang ở trên đầu thì rất khó gỡ xuống. Càng gỡ thì càng chặt, bọn họ nói thẳng, phải dự phòng đôi chút. Dù sao sau khi mở ra toàn bộ phong ấn cho thạch hạo thì lỡ đâu hắn chạy trốn thì sẽ làm sao bây giờ kim cương trác có màu bạc bóng loáng cũng không biết được chế tạo từ kim loại nào. Bên trên lưu chuyên gia cốt văn thần bí. Nó có hình như một chiếc vòng tay thế nhưng hiện giờ hóa lớn quấn trên đỉnh đầu thạch hạo trở thành một pháp khí chân áp hành tinh thái sơ không hề có cỏ đâu đâu cũng là các dãy núi héo tàn rất hoang vu nhưng dù vậy cũng bị các thế lực lớn chia tách mỗi người chiếm lấy một khu vực mấy ngày nay toàn bộ thế lực lớn đều hành động họ phái ra những nô lộ điều các cao thủ tới gần lối vào để theo dõi gọi là tới gần cũng chỉ là ở ngoài mấy trăm dặm mà thôi tuy vậy cũng rất là nguy hiểm rất có thể sẽ bị cổ quáng hút lấy vào trong nhưng, sau mỗi lần cổ quáng thái sơ thức tỉnh thì sẽ có một khoảng thời gian an toàn ít có phát sinh tình huống máu tanh. Cũng chính như vậy, mấy ngày gần đây mọi người mới dám hoạt động mạnh như vậy. Thạch Hạo đã chuẩn bị rất kỹ. Tuy rằng bị ép phải mang kim cương chác trên đầu thế nhưng vẫn cố gắng nhịn cơn tức giận trong lòng lại. Hắn không thể không cảm thán. Sau khi đi tới vô lượng thiên này thì mọi việc chẳng chút thuận lợi nào lại còn trở thành tù nhân, hắn đang chờ đợi ngày thoát khốn phá tan tất cả mọi thứ ngăn cản trong mấy ngày chuẩn bị này thì hắn cũng hiểu rõ được sự mạnh mẽ của tộc này tộc này lấy vương làm họ nghe đâu là bộ tộc sống sót từ tiên cổ tới nay tổ tiên của bọn họ có thực lực rất cao thâm là nhân vật tiên đạo từ lâu trường sinh bất tử thế nhưng ở những năm cuối tiên cổ lại chết trận vương tộc dùng thứ này để làm họ cũng là bởi vì tổ tiên của bọn họ từng chạm tới lĩnh vực tiên vương Thạch Hạo rời đi, tộc này đã chuẩn bị đầy đủ các bí bảo tương ứng cho hắn. Hắn muốn tiến vào trong cổ quán Thái Sơ này. Thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.